Hey, hello anh em nhé, hello cả nhà nhé Bây giờ mới bật mà, lúc nãy đi vệ sinh Chào mừng anh em chúng ta đã quay trở lại với channel của mình Sáng nay thì... À, tối nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường Và chúng ta sẽ cập nhật về zoom của Bitcoin anh em nhé Hello anh em Ôi nghe em thanh có rõ không mọi người? Ồ anh em đợi anh một tí nhá. Mạng nói chậm quá. Hello anh em nhá. mời anh em thanh rõ mời comment số 1 giúp mình nhá chào cả nhà thị trường đợt này đẹp này anh em này thị trường đợt này khá là ok đấy mọi người giảm kinh nhỉ nhìn <laughs> nhìn thế nào là thế anh em ạ Nói thật anh em là nhìn thế nào thế Nhìn cái sóng này công nhận kinh thật Công nhận anh em phát được cái hàng sóng này Công nhận nhìn huyền thoại thật mọi người <laughs> Nhìn kinh lắm đi Mọi người không biết mọi người thấy thế nào nhá Mọi người thử nhìn xem nó có kinh không anh em Nhiều con chưa ba luôn đi mọi người Nhiều con chưa ba nhá Thật anh em một so đỉnh đáy xem có phải nhiều con chưa ba không anh em Hiếu ơi tắt mic của mọi người đi không buồn ạ à. Ủa em có nghe thấy gì đâu nhỉ Mic nhỏ quá Em nghe bị bé quá Bé hơn mọi hôm mà mọi người <laughs> Nhìn ai coi công nhận sợ thật mọi người Đu đoạn trên này bị kinh như Còn đu đoạn này thôi cùng nắm nó tù thì thôi anh em mà vui vẻ anh em Làm gì mà căng lắm đâu anh em anh em cứ làm như này là anh em mua sushi ở hai một không bằng ấy anh em đúng không anh em anh em cứ làm như này là anh em đang mua sushi không chấm một ấy công nhận công nhận anh em mà thoát được sóng này cùng mình mà anh em nào mà thoát được cái ngon chỉ sợ là anh em không thoát được thôi còn anh em nào thoát được cái ngon rồi mọi người nhưng mà mình thấy là nhóm mình thoát được hết mà nhóm mình thoát được bão anh em ạ bên ngoài thì bão to quá nhưng mà nhóm chúng ta thì không có bão rất là rất là rất là rất là may mắn đúng không anh em mình lo no lắng khi ôn đi ăn coi à có một anh em đang ôn đi ăn coi nhá em đọc lốt xem nào hơi căng đấy nhá vì tất cả các ăn coi hiện tại chỉ xuất hiện sau ha vinh thứ ba vậy ha vinh thứ tư liệu chín phần trăm các ăn coi có về không không ừ, thằng các ăn coi về không được mọi người anh em <laughs> cùng nắm làm việc nó có thể giảm thôi nhưng làm gì mà đến mức mà nó về không mọi người về không thì kinh quá mọi người Em không nghĩ nó sẽ về không được đâu anh em Em không nghĩ là sẽ về không được đâu Để không bị kinh quá mọi người thôi anh em Đoạn này nói chung là ăn coi rẻ rồi anh em cứ vào hàng dần thì cũng được Đoạn này thực ra vào thì không sợ Đoạn này vào thì nó không thể giảm sâu được nữa ấy. cùng lắm mà nó có giảm thì nó cũng chỉ là giảm một cái mức nào đấy thôi thứ hai là các bạn đừng có ôn đi là được các bạn vốn các bạn chia ra ấy. các bạn ôn đi là căng lắm anh em căng thật đấy. anh em làm một ôn ôn là căng thật đi tại vì thực ra cái đoạn này thị trường nó cũng hơi căng bitcoin cái cửa về đầu lập nó vẫn đang còn đang chờ anh em kìa chào cả nhà nhá hôm nay bc có về đầu năm không cả nhà mình đang chờ ở đây mọi người đang theo dõi đây em đang ngồi bạn dũng triệu chào anh hiếu và mọi người em đang ngồi xem lại khóa học của anh từ 2012 mừng rớt nước mắt vì đến giờ vẫn còn tồn tại ở thị trường này à, học anh khóa 2022 à học không, anh khóa 2022 để học sớm quá nhỉ có thay đổi không đấy học anh xong còn thay đổi không đấy học xong anh học anh xong rồi còn mô nữa thì thôi anh em học sinh cá biệt anh em nào mà học mình xong mà đánh đầu tư mà formo đúng là học sinh cá biệt anh em ạ chỉ có học sinh cá biệt mình formo được thôi ừ. còn không thể không thể mô được nếu như một người học đàng hoàng anh em ạ không thể chị đang ôn đi ăn coi á. mọi người đánh ôn đi ăn coi phải xác định hầu thôi phải xác định hầu được thì mình ô đi ăn coi cho anh hồ sĩ tuấn đó đang giảm hai phần trăm có cắt hay không em ủa chỉ âm hai phần trăm ạ lan trần ạ à? anh nào bật mic đấy anh anh em bật mic em thấy bật mic nhiều đám ban đấy nhá tại vì kiểu em tắt mic mọi người rồi sau mọi người lại bật lại hay sao ấy nó bị ồn đi nên nếu mà bật hai ba lần em phải kiểu em di mốt mọi người ra đấy xong mọi người xem youtube cho em nhá kiểu mọi người quên hay mọi người ấn tay nhầm ấy nếu về đầu năm x thì mua thêm mà hiếu á em đang xem xem nay mai đây em đang xem hôm nay ngày mai đây khả năng thì trong đêm nay thị trường hồi hoặc mai thị trường hồi thì bán ra căn đêm nay và ngày mai thôi nói chung là trong đêm nay và ngày mai thị trường dễ biến động lắm anh em căn trong hôm hôm nay ngày mai thì bán bán chốt lời ra nếu mà nó lời thì chốt nhưng mình nghĩ là khả năng nó quanh quanh nó sẽ hồi được đấy khả năng cao sẽ hồi được nó không hồi nó không bẫy được mình nghĩ là nên hồi em học sinh khóa hai cũng gần như là học sinh cá biệt rồi á học sinh khóa hai có biệt á Hôm nay Hiếu chưa tắt minh mọi người em tắt rồi ạ. Hiếu ơi cho mình vay tiền mình bị lỗ nhiều quá rồi cháy tài khoản luôn ý còn làm sao mà mấy anh em tắt mic anh em nào bật mic em ban đấy nhá Anh em bật mic đấy anh em mình bật mic mấy lần rồi đây Có một cái có một cái bạn này bạn Đức Xem live mình rất lâu rồi khuyên rồi cháy tài khoản từ lâu lắm rồi khuyên không nghe đi nghe các đội nhóm khác xong bắt cuối cùng anh em lại về kênh mình anh em anh em comment rất buồn anh em ạ đâu rồi nghe rất buồn lâu rồi Đánh cháy tài khoản từ lâu rồi rất là tiếc mọi người ạ khuyên mọi người này khuyên mọi người đánh cháy tài khoản từ rất lâu rồi không biết không phải bạn này không phải bạn khác thì mình không nhớ nhưng mình nhớ là cách đây lâu lâu có một bạn mình hay xem mình bạn này hay comment nhưng mà sau kiểu follow mấy cái đội nhóm ấy sau đánh cháy hết rất là tiếc anh em ạ có lên thêm tiền vào hay là chờ đợi hiểu thôi. Mọi người cứ lập tiền dẫn cho em ạ. Khi khi nào mà em đẹp em cô mọi người vào ạ. Rất là tiếc anh em ạ. Không Dũng Triệu này bạn nào nhỉ? Sao mình không biết bạn này nhỉ? Học khóa 2 của A à, học khóa 2 của anh đi học sớm lắm. Mà anh không biết chắc là em ít comment à, bạn này hay comment như hay comment trên YouTube thì phải. phải bạn này cũng có con mình bạn này cũng thỉnh thoảng hay comment mình nhưng mà anh anh kiểu không nhớ lắm nhớ có nhớ tên dũng triệu hay comment, mình ngày xưa cũng thỉnh thoảng con mình thế anh em nhé không tầm này vào thêm thì tầm này giữ nguyên thôi mọi người Tầm này anh em vào đấy tầm 2 30 5 phần trăm vốn thôi anh em vào nhiều làm gì bảo thế thôi anh em nào Odin sau này một chẳng may có biến nó xảy ra phát là anh em chị anh em tự chịu trách anh nhiệm em anh em ạ à. có người đi với em thì em sẽ có plan đánh cho mọi người hết cho so dù thị trường thế nào anh em yên tâm còn nếu mà mọi người tự đánh thì em chịu anh em ạ à. anh em tự đánh anh em tự phân bổ thì em chịu còn nếu mà mọi người đi với em thì lúc nào yên tâm cũng có em bên cạnh rồi cho so dù thị trường nó như nào còn mọi người phân bổ khác thì em chịu em nó thật luôn phân bổ khác là sau này có kết quả khác mọi người đừng có, đừng có hỏi em nên anh em nào mà cứ đánh vội vàng em không biết đâu hôm qua zoom định hướng em đã nói rồi hôm qua zoom định hướng em đã nói mọi người về cái plan đánh như thế rồi anh em mọi người chưa xem xem lại cho em đi. tránh trường hợp đánh khác plan ngày hôm qua của em nhé mọi người nhá. khác sau này thì nhiều khi mà cái hướng đi nó bị khó ấy, mọi người giá tăng năm sáu so với giá anh cố nó giá tăng năm sáu phần trăm mình làm sao không vào nữa nó tăng nhiều đấy rồi tại sao em vào được mọi người chú ý là nếu mà anh em mà vào mà giá cua cao hơn giá mình cô thì đừng vào nữa bỏ qua đừng ham mình chia sẻ với anh em rồi sóng hồi có thể đánh hoặc không mà nó tăng năm sáu anh em tự anh em vào do cũ cũng có khi bị tâm lý không đúng không vùng vào hàng xong trình nó diễn ra lâu hay không hiểu á tôi nhỉ nói chung là cũng lâu lâu đấy nói chung là cũng có một thời gian khá là dài để mọi người gom đấy nhưng là tầm này coi nó cũng rẻ rồi thôi anh em cầm, chẳng may một nợ nỡ, nỡ nó tụt xuống ngày đô tí anh em à, <laughs> chia bốn ra mà vào, nếu mà chẳng may mà nó giảm thì thôi cũng vui vẻ thôi anh em. <laughs> bây giờ anh em biết không? Nếu như bây giờ mà ăn coi những cái đồng coi của anh em mà đang ôm mà chia hai thì bên ngoài kia người ta còn chia bốn tài khoản cơ anh em ạ. À. Thế nên là thôi cũng xứng đáng anh em ạ, à. thật. Anh em nào mà bây giờ vào mà âm 125% tài khoản mà cộng đồng mà người ta âm đấy uh, âm người ta cộng đồng bên ngoài mà người ta âm chia 4 thì cũng cũng nhận cũng cũng đáng để đánh đổi đúng không anh em? Đây nhá, ví dụ nhá, ví dụ bây giờ người ta vào, bây giờ người ta vào là 100.000 đô, nếu mà thị trường bây giờ an coin mà chia 2 nữa thì tài khoản người ta còn bao nhiêu ạ? Có 25.000. Còn anh em 100.000 thì anh em vẫn còn đến tận 75.000, anh em x3 lần do bên người ta người ta phải x3 người ta mới về bờ với anh em thôi nó chia hai cũng được nhưng mà em nghĩ là không chưa chia hai được nhưng mà nếu mà nó chia hai được thì tôi cũng xứng đáng ấy, nhưng mà cộng đồng người ta còn chưa bốn cơ mình đây có âm hai mươi phần trăm đúng không Hello anh em nhé. Thực ra giá này nó giá ôm dài hạn mà nên các bạn mua thoải mái. Phân bổ ra mà mua anh em. Chào nhà nhá, mọi người xem like, mọi người ấn giúp mình like đô anh em nhá. Anh em đang xem like mọi người ấn giúp mình like đô. Biết dưới 62 ngàn ạ. À. Tầm này anh em vào vừa thôi đừng vào thêm nữa, nó giảm mất anh em mà muốn vào thêm phải giảm mạnh chứ anh em vào nó giảm 2 3% 5% thì vào thêm để làm gì mọi người. Mọi người đánh như thế là tư duy mọi người sai hoàn toàn rồi. Không nên làm như vậy. Mình học khóa đầu Không biết có anh em nào Khóa một vẫn đang xem hay không Ủa sao tên nạ thế Anh này thì sao tên nạ thế nhỉ Một khóa một em gần như em biết hết mà Sao mọi người học khóa một em mà em lại không nhớ nhỉ Hay là mọi người không để anh đại diện à Cái anh Nguyễn Thành Huy này, này Anh bảo học khóa một của em đúng không Chắc là em không, anh không để ảnh đại diện Hoặc tên tiếng Anh ở trên tên lên Em không biết đấy Khóa một em gần như em nhớ hết mọi người mà khóa một cũng là cái khóa mà vốn hiện tại trong khóa một gần như là cũng là thuộc vốn to nhất tổng vốn của khóa một khá là lớn tổng cộng vốn của khóa một nó phải trên 10 triệu đô rồi mọi người trong nhóm á khóa một là khóa mà vốn to nhất mọi người nhé cứ sập sình nhá edc một mình dòng hai vinh thì có tăng được hay không á ha vinh kệ nó mọi người mai trần đang có lời đúng không em nghĩ BC phải xuống 60k5 rồi bật lên 66 mới bẫy giá được á Thực ra cái đoạn này nếu mà nó sideways 1-2 hôm thì khả năng nó sẽ xuống tiếp thôi Nếu mà nó có xuống hôm trước tầm 59k5 thì tối qua nó phải về Còn đoạn này thì anh cứ nghĩ là không nghĩ là nó sẽ bẫy nữa Đoạn này đoạn này nó, 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 anh đang căn đây. xem nó có hồi lại lên được Nếu mà đoạn này thực ra là mà nó hồi lên lại được đoạn trên này thì đẹp nhất Nó bẫy qua cái đỉnh này một lần nữa này, nó bẫy lên trên này khoảng 65, 65 Nếu mà nó bẫy giá anh thấy đẹp quá nó bẫy giá lại nó phá qua cái đỉnh này nó bẫy lên vùng trên này khoảng 65 65 năm sau đó tạo cái đà giảm đẹp nhất đấy nếu mà cái plan nó sẽ là như vậy thì xem theo dõi xem nào anh em phân bổ dần dần thôi đừng ngôn đi anh em nhé ôi đó học sớm ít comment trong nhóm chỉ comment youtube thôi anh nhé em vào lúc sóng đau chen không có sóng tâm thì muốn giàu nhanh nên mắc nhiều sai lầm mà à, giống triệu hồi, ngày xưa đúng không liệu đêm nay xuống đầu năm hay không anh hiếu á Thực ra đêm nay nó xuống đầu năm hay không chả quan trọng đâu mọi người về về sóng chính thì mình nghĩ là nó sẽ về đầu năm thôi chỉ có là cái sóng chính thì nó sẽ không thể nào chạy nhanh được nó có phải cần thời gian đi mọi người nó có phải sập chờn cho anh em chán rồi mới xuống được vì cái đoạn này trông này thôi nhưng mà cái việc tưởng nó vòng lại đây nó bình thường các bạn hôm nay các bạn thấy lến đỏ này các bạn thấy nó ghê đúng không nhưng mà đến lúc nó vòng lại nó quay lại đỉnh cũ này ngay thì lại tâm lý lại kiểu tâm lý này formo ngay với thị trường này nó như vậy ngày hôm nay các bạn thấy lến đỏ các bạn thấy nó ghê nhưng mà đến lúc mà nó quay đầu nó phá qua cái đỉnh này nó lại bay lên tầm 65, 65 năm thì các bạn lại thấy này hào hứng. Anh em anh em có hiểu cái tâm lý của người chơi là như vậy không? Bây giờ tự dưng mà nó quay đầu một cái nó vượt qua 65 năm này nó vượt phát lên tầm quay đầu cái nó, nó, là bình thường, nó xuất hiện vài cái đèn xanh nó là bình thường nó giống như cái đoạn này này anh em. Nó đang đỏ này xong lại vòng lại lên ngay được mà. Thị trường nó là như vậy, anh em hiểu không ạ? Nó đang thành rằng thành đến đỏ này, cái đến đỏ rất dài đúng không? Nó lại vòng ngược lại lên nó bình thường, bình thường mọi người. Nhìn cái đến đỏ này chả kinh đúng không anh em? kinh chứ thì nó lại vòng lại lên nó là như vậy thế nên thành ra là cái cây lên đỏ này thì nó cũng chả có phản ánh là thị trường nó sẽ xuống cái gì cả mọi người hình đúng không nhưng mà tâm lý của người chơi là thấy đến đỏ thì sẽ sợ và thấy đến xanh thì sẽ gì có niềm tin đúng không anh em thấy đến xanh em có niềm tin đúng không thế thì mới chết chứ thế thì mới chết đu ăn coi mọi người thế thì mới chết đu ăn coi cái đoạn xanh này này thế thì mới chết đu ăn coi cái đoạn xanh khi mà thị trường đang phong bô này ai cũng pho mua vào những cái cây lến xanh ở đoạn trên này này thì mới là chết này đúng không nhưng mà lến đỏ thì người chơi đến ba giờ cũng kiểu có cái tâm lý là kiểu cảm giác nó rén ấy mọi người anh em mà hiểu hiểu thì anh em cảm thấy anh em chơi nó sẽ bình tĩnh lắm ấy mọi người còn nếu mọi người không hiểu thì mọi người đánh mọi người hay bị phô mô lắm anh em đánh theo bản năng ấy mọi người anh em hình dung mà đánh kiểu bản năng không ạ an coi hồi có bao nhiêu thời gian để mình chốt anh nhé thực ra nếu mà nó hồi thì chắc là nó chỉ có một hai tiếng để chốt thôi xem ngày mai đêm nay ngày mai có chốt được không đây nó quay đầu thì cũng nhanh mà đây anh em nhìn cái đoạn từ đây nó quay đầu lên đỉnh này nó quay đầu từ đây lên đây nó quay đầu có mất 6 tiếng nó quay đầu được 6 tiếng thôi biết đâu đấy đến tầm tạng sáng ngày mai chốt được hay sao nhỉ nó vòng lại sao dạ, mà nó vòng xuống luôn thì cũng thật là anh em ôm ăn coi thảm thất ôm phu coi còn mình thì bình thường nhưng mà nếu mà nó vào vòng xuống thật thì full ăn coi thì hơi thảm. Nhưng mà mình nghĩ là chưa lên xuống ngay, nên vòng lại lên đi. Thật. Tầm này vòng xuống ngay không tổ không ok lắm anh em ạ. À. Không nói chung là tầm này vòng xuống ngay thì mình nói thật anh em là nói chung là cũng không đẹp lắm. Xoàng xuống cũng được, nói chung là vòng xuống cũng được. Nhưng mà nếu mà nhìn như cách làm giá thì mình thấy nó cũng không không tối ưu lắm. Cứ thôi là vòng xuống thì, thì thì, thì anh em ôm ăn coi thì còn chia nữa. Anh em nào phu cầm phun hàng còn nhục mình. Nhưng mà anh em mà cứ cầm 2, 3, 10, 25, thì không vấn đề, thoải mái Thôi cho nó xuống đi, bây giờ nó mà sảm chia 2 vát thì anh em ôm an coi còn chia 4 thì tài khoản luôn đi mọi người Kinh lắm thị trường anh em đánh ăn coi mọi người không hiểu ấy anh em Cứ nghĩ là mua con nào thắng nó không có đâu mọi người Nó mà dễ thế thì ai chả đánh được ăn coi mọi người Làm gì có chuyện là người chơi đa phần nhà đầu tư đều đu đỉnh nhá Đúng không? Đây nó bẫy nó phá qua đây rồi này Đấy, Tâm lý là bây giờ lại nhảy vào sót à, sót bitcoin à đúng không người chơi về nhảy vào bitcoin anh em đến đỏ dài đúng không chờ đi anh em nói chung là mình quen cái thị trường này rồi nên mình nhiều khi mình hiểu ấy cảm giác mình mình nói thật mình khá là hiểu khá là hiểu đêm nay lại mất ngủ rồi á ừ, năm nay đêm nay xem canh canh đêm nay rạng sáng nay có sốt được không đây anh em sáng sáng nay hoặc là mai đêm nay sáng mai xem có chốt được không nếu mà nó vòng lại lên vượt qua đỉnh cũ này thì chốt này nhưng mà không biết có vòng được không thôi em học khóa 2 tổng tài khoản chia 5 từ lúc vào thị trường lúc trước chưa học anh chia tận 20 lần em mong tới hết full sóng up x3 là vui rồi À, ngày xưa là trước khi học anh là em bị chia 20 lần đúng không? Bây giờ còn chia 5 Ủa wow, thế thì tính ra được nhân 4 nhỉ? <laughs> thế tính ra được nhân 4 rồi này Đang mong mà full sóng up x3 Được Đang chia 5 nếu mà full sóng x3 thì x3 x4 là được Anh nghĩ là đạt được cái target x3 x4 là trong khả năng thôi Kể ra mà đánh được thế cũng ghê nhỉ Đánh từ uh, 20.000 đô đúng không? 10.000 đô đi Đánh từ 10 000 đô mà sau đến lúc tụt xuống anh em biết chia hai lần là có bao nhiêu còn 500 đô. 500 đô mà bây giờ bạn ấy đang còn chia 5 đúng không? Đang còn chia 5 thì còn hai này anh được 2 000 rồi. Đúng không? 2 000 mà kết thúc mùa sóng mà lại đánh lại nên được thành 40 000 thì nó huyền thoại quá, 30 40 000 thì huyền thoại quá trong khả năng đạt được đấy mọi người. Không không phải là khó đâu. Trong khả năng đạt được. Từ 500 đô mà đánh lên được này kinh chứ đúng không? Ví dụ thế, nhưng mà nó không khó đâu nói chung là vào form gái nó nó chạy nhanh như thế ngay ý. tính ra là từ 500 đô mà đánh này nhân được tận mấy chục lần đi mình vào khúc này còn tâm lý mấy anh em cầm khúc trên thì chắc là khóc à. <laughs> tâm lý gì mọi người anh em đánh với mình anh em phải thoải ra chứ mọi người anh em là tâm lý đấy đánh vào hàng đoạn này bây giờ thị trường nó chia hai thì âm có 10 20 30 10 15 phần trăm 20 25 là kịch kịch kim người ta kia người ta chia bốn anh em ạ à. anh em một tâm lý cái gì đánh thoải mái lên mọi người vui vẻ lên anh em nhá không phải suy nghĩ bây giờ thị trường mà nó sập thì người người ta ngoài kia còn chia bốn lên tài khoản anh em có âm có 10 15 20 25 thì ngon quá anh em đúng không Chào bạn Trịnh Trung Hiếu nhé Em mới vào thị trường nghe các cộng DCA từ đỉnh giờ còn âm 25% Qua mới vào kênh của anh giờ vẫn còn 5% vốn May nhỉ DCA âm 25% cũng là may đấy Âm 25% là may rồi Nhiều ông người ta còn đang âm âm 40% âm 5% kìa Ở bên ngoài anh em âm 45% nhiều lắm Anh em âm thế là may rồi vào lệnh theo ok cao gối ngủ thôi vâng mọi người đánh thoải mái thôi vui vẻ thôi mọi người cái đích nó sẽ đến được ấy mọi người đang là nốt chiều bán hết à vào bây giờ đến ha vinh bẫy thêm sóng tăng là đẹp anh ạ view hiếu sang tháng 5 market lại đẹp lại chưa tháng 5 ạ à. hai âm 25 phần trăm nhưng này của tổng tài khoản em không ít đâu á <laughs> âm 25 phần trăm là ít mà mọi người Tại vì nếu mà để mà anh em được âm 25 phần trăm thì người ta chưa bốn mọi người Giờ chị đang ôn in an coi thì có lên cho thêm tiền vào đợi có điểm vào thêm hay không em? Nếu mà chị có tiền thì chị có thể lạp vào sắp tới mà đến cái điểm đẹp thì em sẽ côn cool đi Có điểm đẹp thì em sẽ côn. Cool. 60 ngàn rồi yếu á, biết coi về 60 ngàn á. 61 ngàn đây mọi người. Giảm 5 mấy thì mua luôn hay không hiểu á. Đoạn này mọi người cứ chờ đi anh em. Em chờ đi em nghĩ là nó sẽ chưa, chưa, đợt này mà nó giật xuống ngay thì cũng nhanh nhỉ. Kể ra nếu mà đợt này mà nó giật xuống ngay thì cũng nhanh. Nhưng mà em nghĩ là cứ chập chờ nó nó dọa anh em sau này vòng lại nên có thể nó sẽ xảy ra kịch bản nó dọn nó xuống ngay nhưng mà nếu mà đẹp nhất nó sẽ vòng lại lên thực ra nếu mà em em sẽ cho nó vòng lại lên cho anh em chết em nếu là em em chả ép xuống đâu anh em thấy nó đỏ thì tất nhiên là nó đỏ rồi nó đang đỏ đúng không nhưng mà nếu là em em chơi cái bài em đẩy lại anh em ạ à. nếu là em em chơi cái bài em đẩy lại có bây giờ nó giật xuống thì chả sao nó bình thường không có vấn đề nhưng mà nếu mà đẩy lại thì nó sẽ ok hơn tại vì nó sẽ kêu được hai đầu một là bên nó phá cái đấy nó sẽ kêu được một cái lệnh gì lệnh long mình làm vòng nên lại nó kêu được cái lệnh sót kiểu như vậy nói chung là kêu hai đầu sẽ ok hơn thôi còn nó xuống thì thôi anh em còn tiền mà mình thấy ha vinh chỉ ảnh hưởng đến thợ đào mà thợ đào giờ không còn khả năng chi với thị trường như hồi xưa nữa thì càng ngày cái thợ đào là cái cái, cái sức ảnh hưởng nó sẽ càng ngày nó càng kém đi tất nhiên là vẫn có một cái sự ảnh hưởng nào đấy nhưng mà nói chung là cái lượng cung của bitcoin hiện tại thì nó cũng gần cung hết rồi mà tổng cung của Bitcoin này nó cũng in ra gần hết rồi còn gì bao nhiêu triệu ạ à? 19 triệu rồi đúng không tổng cung lưu hành hiện tại là 19,6 triệu tổng số Bitcoin hiện tại lưu hành chỉ có 21 triệu thôi tính tính ra là bây giờ cái lượng mà gần như là nó ăn nóc được đến 93 rồi Bitcoin hiện tại ăn nóc được 93 phần trăm rồi anh em nhá Bitcoin hiện tại ăn nóc được 93 phần trăm kinh không chỉ còn 7% thôi nói chung là khai thác thôi chỉ còn khoảng 7% phần trăm thì nó sẽ hết thôi càng ngày cái sức ảnh hưởng nó càng kém đi thì cái đấy đúng đấy là đúng á nhiều con bị ăn nóc vẫn kinh nhỉ nhiều coi nhỉ nhiều con vẫn còn coi nhiều lắm anh em xrb mới còn nửa anh em ạ năm mươi phần trăm vòng lại lên cái cho anh em chết đi anh em vòng xuống không chết được nhiều nói chung là vòng xuống không chết được nhiều tầm này phải vòng vòng ngược lại mới đẹp anh em ạ em thấy coi không xuống mấy à ở ừ, tượng là coi không xuống mấy à ừ. thực ra là nếu mà bây giờ ăn coi mà chia hai thì nói chung là áp luôn đấy anh em búc không phải suy nghĩ nói luôn anh em là nếu mà bây giờ ăn coi mà chia hai thì không phải suy nghĩ thay đổi chiến lược luôn múc ăn coi x x khoảng tầm hai chục lần anh em ạ nếu mà bây giờ ăn coi chia hai là múc luôn anh em ạ à? chỉ sợ nó không xuống được thôi anh em anh em bây giờ anh em cầm hàng bây giờ ăn coi nó xả cho như này rồi bây giờ còn mong cái gì nữa anh em còn mong mua mua giá nào nữa à, mọi người còn mong mua giá nào ạ à? chia hai thì lúc đấy anh em anh em biết làm gì rồi đấy đúng không mua à? còn lại phần tiền còn lại là mua được gấp đôi số lượng coi à? ạ sợ nó không xuống thôi anh em anh em đánh anh em rén đấy anh em ăn an coi nó đang chia hai rồi anh em sao rén tay thế anh em <laughs> em nói em nói thật đi sao anh em rén tay đến đến mức như vậy luôn ý mọi người đây nhìn ăn coi nhúc Anh em sợ anh em tâm lý của anh em kiểu gì thế nhỉ mọi người Em hỏi thật mọi người luôn ý Cái lúc ở trên này thì gọi là cứ áp chen Phân tích vua với nhau Có đúng nó xuống đây bắt đầu lại dán tay Ủa mọi người dán không đúng thời điểm rồi anh em Em nói thật bây giờ nếu mà để con oan này mà chia đôi Nó phải về tận dưới này cơ mình chia đôi được Ủa nó về đây thì anh em mua chứ còn phải suy nghĩ gì nữa Nhưng mà nó phải chia đôi mới mua đúng không ở trên đỉnh này thì mua không cần nhìn giá ở trên đỉnh này thì làm sao ạ múc đúng không in, đúng không đến đoạn dưới này bắt đầu anh em bắt đầu rèn tay rồi đấy <laughs> tâm lý em đông thôi anh em có gì đâu nói chung là thoải mái tâm lý nên anh em ăn coi chia hai chia ba hết rồi thì thoải mái tâm lý ra anh em không có vấn đề gì không có vấn đề gì bây giờ coi như là anh em mua đấy mấy chục phần trăm năm chục phần trăm đi thì anh em ngang với cái người ta là là đang bị chia hai trên đỉnh sau đấy thì anh em còn tiền hiện tại anh em dư để anh em anh, anh em dự phòng còn người ta không còn tiền nữa nó kiểu như vậy mọi người giờ muốn vào thêm không 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 cần vào thêm đâu. đừng vào thêm nữa nhé tao muộn không biết bỏ lỡ gì hay không không mọi người vào muộn không bỏ lỡ gì <laughs> coi đây xuống 35 á. <laughs> Tôi anh em 35 xuống khó lắm anh em, 35 mình nghĩ là hơi căng đấy nhá, biết coi xuống 35 thì hơi căng. Thực ra căng lắm thì nói thật anh em là bây giờ căng lắm biết nó chỉ đầy xuống khoảng tầm 52 không đẩy được. Không đẩy được biết xuống 52 các bạn đừng mơ biết coi về 52, ừ, nói chung là cũng có khả năng về được 52. Còn nếu mà các bạn bảo biết đầu 4 là hơi khó đấy nhá. Hơi khó đấy, tầm 52 thì vẫn trong khả năng. Nhưng mà nếu mà để một biết đẩy về đầu 4 thì hơi khó đấy anh em trừ khi nó phải bán xe đó, chỉ thả dâu về thôi chứ còn nếu mà bạn nó về sâu thì mình không nghĩ nó về được quá sâu vùng đáy rồi sợ chi nữa đúng rồi nó là vùng đáy mà à trên tele của anh nguyễn thành huy là thành nguyễn ạ anh em cứ nhìn mấy cái đến đỏ anh em chạy chạy mất dép hết anh em ạ à. yêu ơi mình muốn vào nhóm thì đăng ký nào đây mọi người xuống phần mô tả đây ạ mọi người xem video của mình mọi người có thể xuống phần mô tả và đăng ký có thể xuống phần mô tả nhé ninh tham gia vào telegram ninh tham gia vào group facebook thì mình có để hết ở phần mô tả nhé tham gia vào trong nhóm tín hiệu nữa mọi người nhé anh em người chơi vùng này anh em rén quá mọi người đã bảo rồi anh em vùng này ôn in đi cũng được nếu mà hâu dài hạn chả có vấn đề gì anh em vào có 50% anh em cũng rén <laughs> đúng không giá này giá này là quanh giá anh côn có anh cũng biết là của con nó thấp hơn đấy Của con thấp hơn giá anh côn nói nói chung là quanh quanh tranh này không đáng kể một hai Đúng rồi, anh em nào vào nếu mà anh em đánh cả hai sóng anh em anh em vẫn dương chán tài khoản. Cái sóng trước anh em đánh anh em đã phải ăn trung bình khoảng 10% tài khoản rồi. Cái sóng hồi này. Nên anh em mà đánh nếu mà anh em đánh full cả hai sóng anh em anh em còn đang lời tài khoản chán ra anh em. Anh em làm đánh cả hai sóng anh em anh em đang lời chán tài khoản. Vậy mua về cứng thì nên mua vé nào vậy? Mua vé lạnh đúng không? mọi người phải tìm hiểu nhé em em trên thị trường nó cũng có nhiều loại ví khác nhau ấy mọi người rẻ thì mua một ví sepan <laughs> nó kiểu uy tín hơn tí thì mua Netgear mọi người rẻ thì mua sepan mua sepan dũng được rẻ hơn triệu thì mua được Có mọi người để trên sàn em vẫn để trên sàn mà bây giờ vào thêm ba phần nữa được hay không nếu không làm sao được mọi người anh em muốn lại muốn đi vào con đường chết mọi người vào thế thôi đừng vào nữa giờ ăn con nó chia hai thì vào chứ không vào thêm nữa anh em muốn vào nhiều thì anh em cứ vào thôi mọi người anh em nào anh em nào muốn vào nhiều mọi người cứ vào thêm thôi còn em thì ăn coi bây giờ muốn vào thêm ăn con nó phải chia hai nữa mới vào còn vào thêm làm gì nữa mọi người nó vào xong giá nó vẫn quanh em chi mua nó có thể nó có con nó tụt một hai phần trăm ba phần trăm thì mọi người vào thêm đi đề xe kiểu đấy là đề kiểu gì mọi người chả bao giờ có nguyên tắc đi đề xe khi ăn con nó tụt một hai ba phần trăm năm phần trăm cả hai mươi phần trăm còn trả đề xe để nói mọi người chứ không phải là ba phần trăm mà không đề xe chứ không có chuyện là một hai ba phần trăm năm phần trăm nên nếu mà mọi người muốn mua thì mọi người chủ động mua cho em thôi chứ em không mua Chả có cái nguyên tắc nào mà đi đề xe khi ăn con nó có tụt 1-2% Đánh như thế là chết mọi người Đánh thế là dở Không, không đánh thế được mọi người nhá phải muốn nguyên tắc đề xe nó phải giảm tối thiểu là ba trở lên tối thiểu là ba trở lên nhé mọi người nhé khi giá bc quá cao với lạnh cũng không an toàn vì lòng tham mỗi người đều có giá Nhưng mà tầm này thì mình nghĩ là trong đêm nay hoặc là sáng mai nó sẽ có nhịp hồi đấy Còn nó ba lít sell luôn thì thôi Đang căn căn nó giảm mạnh quá để vào hàng thêm Tạo nó không giảm được thôi anh em ạ Nhưng mà tính ra là Bitcoin bây giờ nó đang có xuống hướng test thế này Nhưng mà nhìn thấy Ancoin nó cũng có vẻ nó, nó cũng đỡ hơn Đỡ, đỡ cũng tốt nhỉ Ancoin đỡ tốt hơn đấy anh em nhìn này nhìn Bitcoin nhá Em nhìn Bitcoin này nhìn màu 30 này nhìn kinh Ờ à, nhìn Bitcoin nhìn kinh chứ nhỉ Nhưng mà Ancoin thì anh em nhìn nhé Bây giờ Bitcoin nó gần quay trở lại cái dâu hôm trước rồi đúng không Đúng không? Nhưng mà nhìn coi nó nó chưa nó chưa quay lại được anh em ạ. À. <laughs> coi có cái gì đấy nó đang 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 được đỡ đúng không anh em? Đây. mũi tên của tôi là mũi tên đi lên, ông Bitcoin của tôi là một cái đường thẳng đi ngang anh em ạ. À. Đúng không? Bitcoin là đường thẳng đi ngang còn bây giờ anh coi nó vẫn là một cái đường thẳng đi lên. Thế chắc là bây giờ Bitcoin đang tụt Ancoin không tụt mấy à? Đúng không? Nó đang không xanh này, nó có tụt mấy đâu nha em, nó đang xanh mà. ăn có tụt hết mức rồi. Và nó đang đỡ đỡ, đỡ lại rồi. Còn uh, uh, bây giờ nó mà bán tích nữa thì chịu thế thì anh em còn tiền dự phòng, chào nó chia 2 đi. Tại vì anh em phải hình dung ra cho mình ấy. Bây giờ vấn đề là bây giờ các bạn ví dụ các bạn bỏ ra 5 000 đô các bạn có 10 000 các bạn bỏ ra 5 000 các bạn mua được 5 đồng. Nhưng mà khi mà thị trường nó xuống, con này xuống còn 2.5 ấy thì các bạn sẽ mua được 10 đồng ạ. Thế mà các bạn các bạn sẽ có 15 đồng ạ. Đúng không? Còn người ta thì biết anh em biết là có bao nhiêu đồng không ạ? Người ta có bao nhiêu đồng nhỉ anh em nhỉ? Người ta đua ở trên là người ta có bao nhiêu đồng nhỉ? Mình có giá của nó giá một đúng không? Thì người ta đua ở giá 2 thì người ta chỉ có 5 đồng thôi, anh em gấp 3 lần số lượng coi của người ta. Thì bây giờ nếu mà người ta mà muốn về bờ ấy đúng không? Thì người ta phải nhân 4 thì mới về bờ được đúng không? Đúng không? Nhân 4 mới về bờ được. Phải nhân 4 không? Chia 4 lần tài khoản đúng không? Thì chả là phải nhân 4 đúng không? Thì bây giờ nếu mà người ta mà được nhân 4 ấy mà anh em gấp 3 lần người ta thì thì người ta về bờ là anh em có 30 000 đô rồi. Nếu mà người ta về bờ anh em có 30 000 Đây kể lại câu chuyện nhá. Vì bây giờ người ta vốn gốc của của người ta ban đầu người ta có 10 000 chúng ta cũng có 10 000 đúng không? Họ bây giờ họ còn tụt số tài khoản xuống còn bao nhiêu ạ? Còn 5 000 hiện tại rồi, còn chúng ta là sóng vừa rồi chúng ta đánh lên thành 11 000 đúng không? Thì sóng vừa rồi anh em đánh sóng hồi chẳng phải lên 11 000 đúng không? Thì bây giờ 5 ngàn của người ta ấy, bây giờ nếu mà thị trường chia 2 nữa người ta sẽ còn 2k5 đúng không? Thì nếu mà anh em mà bây giờ anh em vào trước là 50% đi, là anh em vào là, là 50% 4, thì là anh em vào 5 k rưỡi Đúng không? 4 dự phòng anh em còn 5 k rưỡi Đấy, thì nếu mà trường hợp mà ăn coi nó chia 2 ấy, thì cái 5 k rưỡi ban đầu anh em vào nó sẽ bị chia 2 còn bao nhiêu ạ? 2,75 à? Đúng không nhỉ? Ừ 2,75 đúng không? Em đợt này em tính nó hơi kém Càng có tuổi mình không tính như ngày xưa nữa Cách đây 15 mình đi học mình tính nhanh Bây giờ càng ngày kiểu không tính được <laughs> có tuổi gì chứ không có vợ mà, mà có tuổi được. không kiểu ngày kiểu ngày xưa chắc là kiểu hay tính toán em tính nhanh nhưng mà kiểu bây giờ em uh, tính nó bị chậm hơn năm phẩy năm cộng với cả đây nhá là mọi người xuống đáy là mọi người có bao nhiêu ạ năm sáu bảy năm sáu bảy này 11 này 8 này 7.8 đúng không Đấy xuống đáy bị ăn coi chi hai mọi người vẫn còn 7.800 đô còn ông này người ta chỉ có 2.500 đô thôi thì nếu mà ông này mà về bờ ông này phải nhân 4 đúng không ông mà nhân 4 mới lên được lại được 10.000 đúng không mà bây giờ anh em mà 7.8 mà nhân 4 anh em có bao nhiêu tiền ạ 7.8 mà nhân 4 đúng không 8 nhân 4 bằng 32 với 2 nhớ 3 7 nhân 4 uh, 31.2 đô người ta lên được 10.000 đô thì anh em có 31.000 đô rồi anh em ạ. Đúng không? Người ta người ta về bờ nhá, anh em được nhân gấp 3 lần người ta anh em ạ. Kinh lắm anh em. Gấp 3 lần luôn ấy. Thế nên là thôi anh ừ. em ạ, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không xuống đâu. Tầm này nó do anh em tí thôi chứ em chơi trong thị trường em nhiều. Rồi. Nếu mà nó xuống phải ngày mai, ít nhất là phải tầm 3 4 giờ sáng ngày mai mới xuống được. 8.2 á? Ừ 8 chấm đâu 5.5 mà ừ, quên mất em lại cộng số 5 đằng sau không nhỉ nhầm cộng nhầm chỗ này đây em cộng nhầm thật anh em ạ em để máy tính cho xác đi 2.75 cộng với cả 5.5 8.25 đây nó bằng 8.25 anh em ạ à, chứ không phải là ấy, 8.25 mà bây giờ nhân 4 nữa. Nhân 4 là 33.000 đúng không? À đâu, 33.000. 33.000 đúng. 33.000. Thế anh em gấp người ta tận 3.5 lần anh em ạ, à. 33.000. Nhưng mà anh em nghĩ là bây giờ nếu mà ép có ép mà thị trường nó chia hai nữa thì ăn coi nó 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 là đáy luôn một chút kỳ này. Nếu mà nó ép được ăn coi chia hai nữa. Không một suy nghĩ em nói nhưng là kèo x20 cho anh em chứ không có chuyện này kèo x3 nhưng mà x4 ạ. À. x20 là x cho em thêm uh, 5 lần nữa 33 1 x 5 15 165 đúng không 165 000 đô kết thúc luôn làm 165 000 đô từ 10 000 ô thật nhưng mà em nghĩ là kịch bản này nó không thể ra nó kịch bản này nó xảy ra thì có 165 000 em nghĩ là hơi khó để xe kịch bản này nó sẽ xảy ra kịch bản không. khác thì mình giết được người chơi kịch bản này không giết được người chơi nhưng mà nếu mà nó xảy ra kịch bản này là ăn sau trăm sáu mươi ngàn còn nếu mà nó không xảy ra kịch bản này thì anh em ăn cỡ phải tầm ba trăm ngàn hai ba trăm ngàn nếu mà nó không xảy ra kịch bản này tài khoản anh em phải lên tầm hai ba trăm chứ không có chuyện trăm sáu mươi thật nó xảy ra thì ăn ít hơn còn nếu mà nó không xảy ra thì ăn nhiều hơn không xảy ra thì mình là đứng về phe của nó rồi vâng Đấy. không xảy ra là mình, mình có những cục tư tướng đương giống nó còn nó xảy ra cái này thì mình ngược lại với nó Vâng, đấy thì thế nào cũng thắng mà nói chung là bây giờ đánh thì chỉ có thắng thôi, khó thua lắm mọi người. Chỉ qua là bây giờ mọi người đừng có bảo là onin mà giá này cho em đừng nó cứ phải chia hai thì mới onin được. Còn không một nào onin hoặc là nó ít nhất phải âm cho em từ 35% mà nó phải có vùng mua thì em mới vào, còn không thì em không vào đâu. Hôm nay vào thế thôi đủ rồi mọi người. Căn căn xem mai có chốt được cái chốt đây. Mai ngày nói chung là em tính mọi người rồi nó hồi nó hồi chỉ trong ngày mai thôi. Trong ngày mai là sẽ chốt được. Có thể dạng sáng mai hoặc là mai thôi. Anh em mua giá này bây giờ còn giá xeo ọp thế này rồi. Anh em còn mua, mua giá nào nữa anh em? Đây. Bây giờ mở mấy cái con ra nhìn cái con kava ra. Còn nhìn còn chán đời luôn ấy mọi người. <laughs> em thật mọi người mở con cava ra nó còn test lại đáy cũ này rồi. Bây giờ anh em còn mua thế nào nữa anh em? Rẻ lắm rồi. Ý. Chứ mà nó chưa phải rẻ nhất thôi anh em ạ bê k Kava mà chia hai cũng kinh chứ. Con la không, không. 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 chấm ba. Nếu không? bảo nó về không không chấm không bốn mình là buồn cười rồi. Và bây giờ nó về không ba chín rồi, không chấm không chín rồi. Con gà anh. Lá, hôm nay em khôn em nói là rồi, nó phải về không bốn không chấm không bốn. Thì anh đã nghĩ là buồn cười rồi, anh bỏ về rồi. đúng không? Về là, uh, khó về thế bây giờ nó không không chấm ba rồi phải không chấm bốn đúng không kinh không nói là rồi có là chấm bốn không chấm bốn nhưng mà bây giờ nó thì về, bây giờ nó đây không chấm không chấm bốn rồi vâng nó ghê lắm à. Nó đúng là mọi người hình như cái mạng của anh đó mạng của anh hơi bị yếu mới cả nó bị ồn em tắt mấy cái nha cá chú anh bị ồn mới cả nó hơi bị mạng kém nghe kiểu nghe nghe nó bị chập chờn anh thử xem mình như anh đang ngồi chỗ nó bị mạng kém ấy đây còn mấy con ăn coi em phân tích nó về hết này này ăn lúc vẽ ra mày ông chửi mình như gì ờ xem đi nó về một ba đấy ạ à. em cứ mọi người cứ xem đi anh em con <laughs> sống ăn em vẫn còn ở đây anh em các ông chửi mình con ăn gì chờ xem anh em ạ à. xem con ăn này thế nào em chờ đi con ăn lúc núp... mình xin lỗi mọi người ăn lúc vẽ là nó đang ở hồi lên đây đấy à mọi người để xóa này đi cho nó đỡ mờ ừ lúc còn ăn nó hội đây này mình vẽ đây này mọi người nhưng mà đến lúc nó về đây mình bảo anh em nó không hồi mạnh được đâu tại vì thực ra là cái đoạn này nó hồi nó sẽ chỉ yếu thôi chứ nó không hình thành cái sóng hồi này tại đoạn trên này có một cái sóng hồi nhẹ thì đấy là một cái sóng hồi nhẹ nó tương đương một sóng hồi mạnh cứ xem đi đến lúc mà ăn nó về 0.13 thì các bạn âm nhiều lắm anh em chia ba chia ba đấy nếu mà nó về là chia ba đấy anh em Vâng khi nào bán em côn mọi người mà yên tâm, trừ anh em đánh khác em thôi, mà đánh với em thì mọi không bị lo no thị trường nào cũng ok hết đi mọi người. Bây giờ thị trường nó dễ đánh lắm ấy. kiểu vẫn thắng, kịch bản xấu nhất thì từ 10 000 đô lên trên 165 000 Còn kịch bản đẹp thì 165 10.000 có thể lên được khoảng 2-300. Thích kịch bản nào cũng ok ấy mọi người. cứ chờ đi lúc anh em ngày xưa cứ bảo ông hiếu này ông này cứ đánh bảo ảo đi ông nào ngày xưa cứ bảo hiếu ngày xưa nó đánh hai chu kỳ trước x 70 lần nó bảo là nó đánh ảo đi xem anh em chờ chu kỳ này anh em đánh với em ạ à. em còn sợ đánh đấy đánh một chu kỳ lại chuẩn anh em còn tăng nhiều hơn cái chu em còn tăng nhiều hơn chu kỳ trước ấy. tại vì tài khoản em được nhân khoảng 3 rồi nếu mà cuối năm mà em nhân được khoảng ba nữa tài khoản em nhân khoảng 10 10 mà năm sau mà em đánh được cái sóng từ 10 đến hai lần tài khoản em còn có khi còn đạt cái target không tưởng đấy mọi người chứ không phải là nhân 70 lần như hai chu kỳ trước à nhiều khi lúc mà lúc mà mọi người thấy mình đánh ở các chu kỳ trước anh em mà thằng này đánh ảo không phải ạ. ngày xưa cái thời 2017 2016 mình vào chỉ có 50.000 đô thôi ạ. kết thúc mùa sóng thì nói chung là tài khoản của mình khá là to bây giờ mình không muốn nói về cái tài khoản ngày xưa của mình nữa nhưng mà từ 2016 và 2017 mình đã có thành công rất lớn rồi nó không phải có tự nhiên là ngày xưa mình chưa có làm cộng đồng mà mọi người biết đến mình nhiều và không có chuyện là tự nhiên ngày xưa mình chưa có làm cộng đồng mà mình lại quen biết nhiều anh em làm cộng đồng đâu ạ rồi 2017 nó không phải tự nhiên đâu mọi người chỉ qua là mình làm cộng đồng thì 2021 mình mới làm thôi chứ còn 2017 rất nhiều người biết đến mình nói chung là không phải là biết dựa trên cái phương diện làm vì mình làm cộng đồng mà mình chơi với nhiều ông Mình thứ ai là tài khoản của mình thì cũng nhiều ông biết tài khoản của em hồi đấy có tiền triệu đô làm gì bao nhiêu anh em biết chứ có phải là một mình em đánh một mình em biết đâu ạ Bò mẹ đang cất cánh rồi hiểu ơi á Con bò mẹ cất cánh á Kể cả ngày xưa em đã cháy con BTS Những nhiều người biết đến em cháy con BTS Cháy hơn cháy khá là lớn Nói chung là một cái lệnh cháy BTS của em khá là lớn Tiền triệu đô chứ không phải là tiền trăm ngàn đô Sau cháy xong rồi thôi Nói chung là cũng vui vẻ Làm lại Con này đang đẩy lại này bom mẹ đang đẩy lại này Căn căn này mình đang căn khoảng 3-4 giờ sáng nay Không biết có chốt được không hay là 7-8 giờ sáng mai Thôi tầm này chờ xem nếu biết biết con nó hồi lên được không đây mọi người. BTC một gậy một con nia vẫn dương anh ạ, con này khỏe thật á. Có con bom me một con nia. Gần đây thằng nhẽ mình phải tiếp diễn mình vẽ sóng một con san. Quên mất không vẽ sóng con san này đi vẽ sóng con măn, anh em ạ. Đúng ra phải đi vẽ sóng của con san thì mình gọi là chuẩn bài Đi mình tự dưng mình lại đi chuyển sang mình vẽ sóng của ăn Nhưng mà công nhận là ăn ngày xưa mình cũng đánh nhiều Ôi nó ăn nó về rồi đúng không mọi người ăn vẽ đây này nó về rồi đây này nó về dưới này rồi Có cả mẹ ăn Ôi ăn kinh đấy Cho cho em một mèo bạc ạ. mic mọi người cái Anh em bật mic ổn quá ăn <laughs> nó chạy rồi đây mọi người Văn <laughs> chạy rồi anh em con cũng vẽ nhưng mà con ăn này nó xuống rồi nó còn xuống Ui, kinh thế sao con ăn này nó giảm kiểu gì đấy mọi người? À con san đúng không ạ? Em thấy con san ngày xưa sóng này mình vẽ chuẩn đây này, đây là chính là cái sóng ngày xưa mình vẽ san nó chạy này. Giờ đi giờ nó về đúng đúng về cái điểm này phá cả đập phá cả anh chi kinh không anh em? Thật mình vẽ con này còn nó về đây này còn lúc bảo phân tích về 0.37 trả tin anh em ạ. Về đây nhá, anh em biết là nó chia bao nhiêu không ạ? Chia hai 2, 2 lần ạ, trả trả qua hai tin nó về rồi ạ chia hai về hai lần mọi người con này chia hai về hai lần mà nó về rồi ôi con này nhân nhượng cho con này tí đáy của nó khoảng ba đô thôi anh em con này vẽ không dám vẽ sâu anh em ạ con này nhân nhượng cho con um, san tí thì căn đáy nó tầm này thôi giá này là ngon rồi nhưng mà ý là nếu có căn sát đáy của căn 0.3 còn giá này là giá ngon để mua dài hạn rồi anh em nhá giá này là giá ngon để mua dài hạn rồi còn muốn muốn căn sát rồi con này mà về 0.3 giá man quá anh em ạ thôi 0.3 thôi xuống sâu quá dã man quá thầm đấy thôi còn giá này là mua dần đi anh em giá là mua dần đi đánh giá hạn mua dần đi kinh thật đấy anh em con này ghê thật con này xuống sâu thật kịch bản của anh đang xảy ra kìa kịch bản này chuẩn bị qua lại sáu sáu á biết được biết được nó quay lại không anh thì anh nếu mà là anh thì anh tính là nó phải quay lại nhiều cái độ cái nó xuống ngay nó không đẹp lắm nó thực ra xuống ngay xuống được nói chung là tầm này xuống ngay thì cũng được nhưng mà nếu mà đẹp nhất thì nó phải vòng lại anh em mình đúng không nãy mình có vẽ rồi mà nếu mà đẹp nhất là bây giờ nó phải vòng lại nó phải vượt đỉnh chơi cái bài hồi sáu năm năm sáu năm 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 thực ra anh em nào mà anh em mà để ý thì anh em thấy là mình dự khá là sát nó không phải đúng 100% nhưng anh em có nhớ là lúc mà bitcoin nó đang ở cái đoạn trên này là 66.000 đô phải không? mình có nói một cái điều là Bitcoin nó lên quay trở lại cái vùng 60, 60 dưới 62 ngàn và đẹp nhất nó quay lại khoảng 61 năm và 61 8. Anh có nhớ là lúc em thoát hàng em có nói cái điều như vậy không? Em anh có nhớ không ạ? Một comment cho em ạ. Em có nhớ là cái đoạn này em có nói là nếu mà đẹp nhất Bitcoin phải quay trở lại dưới 62, quanh vùng 61 năm và 61 8. Không nhớ thì chết, đúng không? Em thoát hàng lúc đấy, lúc em thoát hàng ăn coi, ăn coi nó hồi khoảng 2 3% hết. Thì lúc đấy mình có thoát ra Thì lúc đấy mình thoát ra mình có nói như vậy thì nó về thật Nó về khoảng 615, 618 thì nó phản ứng giá Đây nó về đây Lúc đầu là mình nói như vậy luôn ấy. Đây xong nó vòng về đây Nó vòng về 65, 68 đây Nó vòng lại lên đây Và nó đang bẫy một tí thôi À, mình thoát hàng đợt này mình vào hàng đây nhá anh em anh có nói mình thế nào nói mình vào hàng đây và mình bán ở đây vẫn còn cái đệnh mình côn đấy nói như là đoạn này mình đang vào rồi đoạn này mình đang vào mình vào cái đoạn này đoạn này mình vào xong rồi còn mình vào đoạn này cơ chỉ nó về rồi nó về rồi Nên thực ra nếu mà đoạn này nếu mà đẹp nhất thì cho mình làm mình phải đẩy lại lên khoảng tầm sáu sáu thì mình nghĩ là mình sẽ không làm đẩy đến sáu sáu mình sẽ không đẩy vượt qua cái đỉnh này Nếu mà để mình làm mình sẽ không đẩy vượt đỉnh này Không lên vượt đỉnh này để vượt đỉnh này sẽ không đẹp lắm Mà thường nó sẽ lên vượt qua cái đỉnh này thôi Bẫy cái đỉnh Bẫy là vượt qua một cái đỉnh này thôi Mình làm mình chỉ đẩy nó lên tầm này thôi Còn 645, 65, 65, 65, 65 năm thôi Phá qua đỉnh này Còn đỉnh trên không nên vượt Đỉnh trên vượt cũng được nhưng không đẹp Làm như thế nó hơi quá nó sẽ nó sẽ có một cái hệ đằng sau nữa Thế nếu mà ông mà có làm đẹp nhất ấy, thì ông chỉ nên đẩy lại và ông nên tầm trên này thôi Ông nên đẩy nhiều Sau đấy ông có thích cắm đầu thì ông cắm Sau nên có thể cắm, ông cắm, ông phá qua đây Cắm ông phá qua đây thì khoảng tầm 58, 585 8 585, sau đó ông có thể ông, kịch bản ông hồi lên một chút Sau đó ông thì cắm một cái quả nữa về đây thì đẹp nhất, nếu mà như thế thì đẹp nhất chả biết có chạy được không. Một đây là một kịch bản và kịch bản thứ hai là có thể nó ép một nhịp mạnh luôn xuống xuống đoạn dưới này. Là đủ đủ chỉ tiêu luôn là khoảng tầm 56 57 sẽ đủ chỉ tiêu luôn. Còn nếu mà nó chỉ ép qua xuống khoảng 58 585 thì nó sẽ có một nhịp hồi sau ép thêm nhịp nhịp thứ hai nữa. Thì nó có thể ép một trong hai cách. Đây này nó có thể ép một trong hai cách thì mình không biết là muốn ép theo cách nào. Cách thứ hai nào sẽ ép một mạch luôn là xuống thẳng đây luôn là xong, không ép nữa. Đấy. cách nào cũng được nói chung là cơ bản view của mình vẫn view đầu năm thôi mình không view mình nghĩ là bitcoin còn giảm để nói thật với anh em là mình vẫn view bitcoin giảm đấy mình không view bitcoin coi. có nghĩa nó giảm trong ngắn hạn thôi còn dài hạn vẫn vẫn là view lên phải nói rõ là dài hạn vẫn là view lên đấy dài hạn vẫn là view lên nhé mọi người nhé con bò me nó đang lên ạ con này em vẫn giữ thôi con này mà lên thì chắc phải phá qua đây thì em đang căn đây có thể lên được giãn đầu một thì không đây nhưng là cứ giữ đi sao chốt thì em chốt chung thôi Không chốt riêng mọi người Chốt để chốt chung thôi mọi người Chốt không chốt riêng ạ à. Đánh thì đánh chốt chung cho em ạ à. Có lên đây bán rồi đi ngủ hay không nhiều không Giờ em nhiều cái bê cộng đồng càng ngày càng lớn rồi Em cảm thấy nó bị áp lực kiểu gì ấy. Cứ mấy cái order xong mấy cái anh em nhiều người ấy, Khi có hỏi em là bây giờ Hỏi em trước xong nhiều khi em không dám trả lời ấy. Em chỉ biết là bây giờ kiểu như ngày xưa cộng đồng nó bé khác Bây cộng đồng to nó khác Hôm nay anh em kiểu gì anh em còn xem em đông cơ đây là một trong những cái thời điểm mà em nói mọi người là cái lượng người xem nó đạt đỉnh cảnh đỉnh nhất trong cái thời gian vừa qua đấy nhá làm gì có chuyện là nay em lên được 800 người rồi mọi người lên được 800 người luôn ấy chưa bao giờ lên kênh lên được 800 người xem hôm nay lên được 800 người xem đông thật đi mọi người em xem like mọi người ấn nút like nhá nhưng hôm nay đông thật rất đông đợt này người người xem đợt này đông cực ý. nên được 800 người chưa bao lên được 800 người, chứ bao giờ lên được 800 người. anh em đợi đánh kiểu gì đánh phong quá mọi người hay là anh em thằng âm rồi anh em nên xem mình đấy hay là một số ngày anh, em ngày xưa chửi mình bê quay lại xem hay sao ấy đúng không có vẻ là ngày xưa một số anh em lúc mà mình view xuống anh em chửi mình bây giờ quay lại xem mình không đấy cái kênh mình không thể lên được 800 người không thể mấy cái cách đây một tháng anh em chửi mình view của mình nó còn rớt xuống còn tầm ba trăm ba trăm rưỡi hôm nay tận tám trăm người chắc là mấy anh em ngày xưa chửi mình quay lại xem hay sao ấy một tháng trời mình bị anh em chửi hôm nay cũng có cái thành quả nhất định anh em ạ một tháng trời anh em chửi mình thôi hôm nay cũng có ít nhất là có cái thành quả của, của, mình chứ không mình bị ăn chửi nhiều mình cũng nhiều khi nói thật mọi người là cũng nói chung là cũng ảnh hưởng đến cảm xúc chứ anh em một tháng trời anh em chửi mình cái bạn này hơn một tháng trời một tháng rưỡi hôm nay may nó cũng có thành quả anh em chứ không anh em ngày xưa anh em chửi kinh lắm anh em một tháng rưỡi hôm nào cũng vào bạn thằng này mẹ nó không biết gì nó cứ bảo là bây giờ nó cứ thoát hàng đi bán đi Ủa nhưng mà thoát xong nhóm mình đánh sóng này tăng được tài khoản bây giờ này còn đang đánh thứ nhất là nhóm mình đánh được sóng này Thứ hai là nhóm mình đã đánh được một cái sóng hồi được khoảng 20% ở đây. Còn bây giờ đúng không? Mọi người đang bị chia bao nhiêu lần tài khoản ạ? À? Thế em với mọi người trong nhóm em có thành quả đấy mọi người. Em với, em với mọi người trong nhóm em có thành quả, không hề có chuyện nào âm, không hề có bỏ lỡ sóng nào cả. Còn mọi người cũng lúc nào cũng bảo em mấy cái ông cứ mới xem mình hay là mấy cái ông chả kiểu như là kiểu follow các cộng đồng khác xong kiểu nghe người ta chửi mình như anh em có sang anh em, anh em chửi mình Ủa? mình nói nhiều khi mình cứ mình nói với mọi người rồi mình mình nói rồi mình không muốn là nói lại nhiều thôi có anh em có nói gì nói mà anh em cứ bảo là ngày xưa mình có làm dự án ấy anh em cứ bảo là mình đi tạo ra một cái dự án siêu scam anh em ấy mình nói anh em là anh em tìm được nạn nhân anh em tìm được bằng chứng mình trả cho bạn 500 000 đô luôn đấy các bạn nghe nhiều khi các bạn không tỉnh táo ai người ta đi nói xấu người khác người ta đều có mục đích hết cả mọi người ạ à. làm cái gì làm người ta nói xấu người ta đều có mục đích còn bây giờ mình có sợ, sợ cái gì đâu, mình làm nếu mà mình làm mình sợ mình không làm mình sợ cái gì ạ? À? Mình tứ giờ mình là sống rất là ngay thẳng luôn, mình chưa bao giờ mình làm một cái gì cả. Nhưng mà lúc nào cũng bị có người khác người ta cắn mình. Đây còn nói mình nói anh em cái cử cái chuyện đấy đấy, chuyện mình làm dự án mình mình siêu dự án sờ cam lừa đảo gì các dự án đấy anh em. Anh em tìm được cho mình đi ạ. Mình trả cho bạn 500.000 đô nạn nhân của mình thôi không theo anh chị có chia hai ừ. nghĩ anh nghĩ là khả năng đa phần mọi người sẽ chia hai còn đến ngày hôm nay mình vẫn phải nói mọi người là mình vẫn tự hào tại vì mình chưa bao giờ mình đi nói xấu một ai cả mình chưa bao giờ tự dưng mình động chạm mình chửi người ta cả cho dù họ có tốt họ có xấu nào Ngày xưa mấy lúc mình làm cộng đồng nhiều anh em cứ bảo cộng đồng này cộng đồng này, kia mình bảo là thôi kệ họ thôi còn mình cứ đi con đường của mình Còn nếu các bạn follow người ta các bạn thấy nó không tốt các bạn không xem nữa Các bạn xem mình các bạn thấy tốt cũng xem Cũng cũng xem Còn nếu mà sau này không thấy tốt thì không xem Mình là một cái người mà thực sự từ trước đến giờ nhé Mình rất là đàng hoàng kể cả bên ngoài cũng như thế Đoạn này thì nó là vùng com dài hạn rồi anh em nhé Đoạn này nó vùng com dài hạn còn trung hạn thì có thể nó sẽ có một cái nhịp giảm nhưng mà mình nghĩ tầm này an bạn ăn coi là mặt bằng chung nó sẽ không bán lấy mạnh nữa nó có giảm nó chỉ giảm thêm mấy chục phần trăm thôi cùng lắm là con nào đen này chia hai nữa nhưng mà con nào mà đen mà chia hai nữa mà so với đỉnh cũng chia bốn ấy cũng không ít thì anh em công nhận cũng căng thật liệu trước Hà Vinh các đội có bán BC mạnh hay không hiểu không không có đội nào bán đâu họ sẽ thu mua thêm thôi chứ họ không bán đâu. Chỉ có cá con thì bán thôi chứ còn cá lớn thì ai bán đâu mọi người. Bitcoin trong cái quá trình up gen thì cá con chỉ có cá con bán thôi chứ còn cá lớn nữa, họ bán làm gì. Không có chuyện bán đâu. Thậm chí là những cái nền giá này họ vẫn tiếp tục họ thu mua thêm ấy mọi người. Chỉ những cái nền giá này họ vẫn tiếp tục họ mua thu mua thêm chứ không có chuyện là bán ra. thị trường vẫn thế thôi nhá Hoàng Thiên nhá. Đông hơn cả lúc áp chen này nha không, không đông đâu mà áp chen. Áp chen ngày xưa anh nai được K6, K7, K8 mà, bây giờ nai được có thế này thì bình thường áp chen ngày xưa lai được K6, K8 đông hơn. À, thực ra cũng không phải áp chen lúc đấy là đau chen rồi. Cái lúc mà Bitcoin sập rồi, có lúc áp chen thì view không nhìn nhiều. Cái lúc mà cái đợt mà thị trường nó giảm như thế này này. Anh em cũng xem mình đông mà, cái đã 2022 cơ. Còn đắp chen là 2021 lúc anh mới làm Anh làm khoảng tầm tháng 3, tháng 5 năm 2021 ETH vẽ từ 3, 6 đến 3 đô chuẩn luôn á Anh ơi cho em lời khuyên với có nên giữ XNB không á Giải hạn thì giữ thôi Giải hạn thì bây giờ mọi người cũng chẳng nên bán con nào nữa ấy. Thật sự là nếu mà dài hạn thì các bạn không nên bán ra con nào nữa nó là cái vùng gom dài, dài hạn rồi Mọi người không nên bán ra nếu mà các bạn đánh dài hạn nữa Có thể là nếu các bạn có tiền nhàn rỗi Các bạn tích lũy các bạn mua thêm vào ấy Sắp tới nếu mà có điểm đẹp thì sẽ mua thêm vào ấy Nếu bạn không nên bán ra nữa Đen lắm thì chia hai thôi anh em làm sao đâu Nhưng mà sau này nếu mà nó vào sóng đầy thì nó vẫn tăng ấy Nhưng mà nó thật đen nó vẫn chia hai thật Đen này vẫn chia hai đấy mọi người các cộng đồng khác toàn khuyên anh em, em anh em đề xe từ đỉnh anh khuyên giữ đô đến gần này mới cố nó đúng rồi mình thứ hai là sóng nhóm mình sóng vừa rồi đánh thắng mà nhóm mình đâu có thua đâu em mà nhìn sóng đánh em đánh cực kỳ rắn luôn ấy anh em ngày xưa mà anh em mà nào mà đánh với em từ hai anh em mà nhìn em mà đánh sóng nhỏ cực kỳ rắn luôn thì qua là bây giờ em ít khi em đánh sóng nhỏ nhá anh em là ngày xưa mà nhìn thấy mà mình vẽ sóng ngày xưa mình vẽ sóng nhiều lắm ấy mình đánh sóng nhỏ cũng nhiều bây giờ mình ít khi mình đánh tại vì thứ nhất là đông thứ hai là đánh cái sóng đấy thì cái kết quả nó không được nhiều nhưng mà anh em bắt đúng sát đáy luôn nhá bắt đúng điểm này nhá bán đúng cái điểm trên này nhá có hai điểm bán một đây một đây sau đó đang mua lại đây đấy nhưng mà tầm này thì mình không mua nhiều mình chỉ có vào mấy chục phần trăm thôi mình không vào nhiều tại vì mình vẫn căn cái sòng chính khoảng 2 tuần nữa cơ một hai tuần nữa cơ Phần này mọi người chờ đi xem sáng mai nó có hồi được không. Nhưng mà an coi có vẻ nó đang 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 được đỡ lại đấy anh em. Nếu mà anh em bật cái biểu đồ của an coi lên đi. Mọi mọi người sẽ thấy là an coi nó đang được đỡ, nó không bị ban Excel nữa. Nó sẽ giảm nhưng mà nó lại hồi ngay. Anh em nhìn an coi anh em thấy mà. Bitcoin thì nó đang bị trứng nhưng mà an coi nó đang hồi. Nó kiểu như vậy. trong nhóm trong nhóm mình zoom này anh em trẻ nhất là sinh năm bao nhiêu mọi người trong nhóm zoom này anh em trẻ nhất là sinh năm bao nhiêu ngày xưa anh em biết không cái ngày xưa lúc mình mới làm cộng đồng ấy mình đi đâu mình gặp những toàn gọi gọi anh chị thôi đến bây giờ những cái người mà chơi với mình bây giờ toàn mình toàn gọi là anh chị chả có một đứa em nào luôn thật có một hai đứa em nhưng mà nó bằng tuổi mình nhưng mà nó vẫn gọi mình là anh thì đấy là thật nó có một hai đứa nó bằng tuổi mình nhưng nó vẫn gọi mình là anh thôi còn lại những cái người mà mình chơi ngày xưa làm cộng đồng ngày xưa toàn hơn tuổi mình từ 2016 17 những cái anh ông làm cộng đồng toàn hơn tuổi mình. Nên gần như là trong mối quan hệ của mình mình toàn anh toàn chị thôi. Bây giờ tự dưng nhiều người gọi mình là anh quá anh em. Bây giờ công nhận bây giờ nhiều người của mình gọi mình là anh tại vì căn bản là bây giờ so với thời 2016 là mình tăng đến tận uh, 8 tuổi rồi. Thì nó phải uh, phải như thế chứ đúng không? Như ngày xưa lúc mình đầu tư mình trẻ lắm anh em. Anh em chả biết tuổi mình đúng không? Mình khá là trẻ đấy, mình không nhiều tuổi nhưng mà nghĩ đâu. Anh em làm gì anh em nghĩ mình nhiều tuổi đấy thì cái trong nhóm mình đầy anh em mọi người hơn tuổi mình nhưng kiểu mọi người tôn trọng mình mọi người hỏi mình là gọi mình là anh ấy nói chung là mình vẫn vui vẻ thôi nhưng không mình không nặng nề nhóm mình đầy anh ấy, đầy mình mình biết là đầy 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 bạn hơn tuổi mình nhưng mà, nhưng mà kiểu mọi người vẫn gọi mình là anh ấy thì kiểu mọi người tôn trọng mình nên mọi người hỏi thôi kiểu mình cũng thế anh em cứ xưng mình là anh em hay là bạn bè cũng được nhưng mà phải tôn trọng nhau chứ các bạn cứ kiểu hôm nay là anh em nhưng mà ngày mai lại mày tao mình không muốn kiểu như vậy có nhiều ông cứ nghĩ mình nhiều tuổi đúng không? không mình trẻ lắm. Ngày xưa thời 26 17 mình chơi toàn là những người người hơn tuổi mình mà ít tuổi nhất. Bây giờ thì uh, gọi là có thêm một một vài đứa em nữa thôi. Em mới tham gia thị trường được 1 2 tháng mà xem cứ bị cuốn, không phải so sánh nhưng xem người khác nó không tập trung được á. anh cho em hỏi là tiêu chí chọn an coi của anh là gì vậy em đang ôm an coi coi mới nếu được anh có thể chia sẻ chút được hay không nó tùy thời điểm anh sẽ đánh khác nhau tùy thời điểm thì là coi mới và coi cũ đều đánh được cái quan trọng là phải tìm cái dự án ấy nó có ổn hay không nó có nó có phát triển nữa hay không cái độ marketing cái đội baker nó có mạnh hay không nó tùy vào thời điểm anh sẽ đánh khác nhau phải tìm hiểu dự án ấy ơ nhóm mình các bạn cũng trẻ ghê này 2 k này 2 k là trẻ hơn mình em đoán tụi em sai hết nhưng mà nhưng mà nhóm mình cũng uh, cố gắng anh em à. cố gắng là đến uh, cuối chu kỳ này anh em em nghĩ là mọi người sẽ có kết quả thôi anh em chả còn đâu đâu chu kỳ này trông này thôi nó còn ngắn lắm cứ nghĩ là áp chen nó lâu ấy mọi người cứ nghĩ là áp nó lâu ấy nhưng mình nói thật với anh em à. mà đến lúc nó quay trở lại sóng áp nó nhanh lắm ấy. nó nhanh còn nhiều khi mọi không nghĩ là nó nhanh đến như vậy em mình à, không ạ mà nếu mà sóng nó quay vào sóng đẩy lại nó không mọi nó, nó, nhanh cực kỳ luôn ấy có khi nó có khi nó chỉ còn tầm 5 nữa thôi là nó nó có khi mọi người hoàn thành target hoặc là lâu lâu thì nó tầm 5 rưỡi thì có khi mọi người sẽ hoàn thành target đấy nó kiểu như vậy ấy mọi người hiểu ngó hộ anh con xui đầu tư được hay không anh đánh giá hạn đầu tư xui được hiện tại giải ra mua được còn nếu mà đánh bình thường thì phân bổ dần thôi con xui đánh giá hạn cũng ok dự án cũng ổn đây là cái dự án có thể đánh giá hạn được nhưng con này đợt em bảo về dưới một đô chả ông nào tin Ủa, cứ hỏi em là con xui có lên được không anh gì trong nhóm ngày xưa hay hỏi em về con xui này nhỉ anh uh, anh tuấn ngọc à hỏi em về con xui giữa đúng không nó lại nó cắm cho anh về một đô này có biết anh mua chưa đây <laughs> giờ mà nó lại về cho anh cái quả mà nó lại về không được tám nữa thì không biết thế nào nhỉ Có biết anh tuấn ngọc ừ. anh mua chưa đây <laughs> nhưng mà giá này mua được dài hạn rồi không sao giá này giá mua được dài hạn chị tìm hiểu về bitcoin từ 2022 nghe đúng kênh của hiếu cho đến giờ à chị chị gì ấy chị chị mai thúy thúy mai này là chị xem em từ 2022 à? cũng sớm nhỉ Đấy giờ nó lên xanh này, ăn coi thì thôi nó vẫn cứ trụ trụ được đây, không biết anh em xem nào đây, xem mai nào đây. <laughs> nó chập chờn lắm mọi người, đừng ôn in cho mình là được. Nó vào thì vào đây vui vẻ mấy chục phần trăm thôi. Chứ các bạn ôn in thì phải phải xác định hâu được. Tại vì trông cái vị thế này thôi nhá, nhưng mà cái việc mà ăn coi nó chỉ, âm khoảng 30 phần trăm này chia hai nó là bình thường. Trông các bạn nhìn giá thì tưởng nó rẻ rồi nhưng mà nó nó mọi người mọi người mình nghĩ cho mình là giá rẻ nó vẫn có thể có giá rẻ hơn. Đấy nên anh em cứ đánh từ từ thôi Bitcoin thì đánh trông căng lắm anh em Bắt đến nên cứ đỏ liên tục này Nó vừa hồi lên rút chân lên lại việc bên nó hồi này quay lại này Không sợ nó nhưng mà về xuống thì không sợ Giờ mà nó 3 lít làm cho cái quả về đầu năm thật nhỉ Căng lắm anh em, anh em. Như ARB hiểu kêu về một đô mua được cũng không tin lắm vì thấy cộng đồng nói về con này ngon lắm mà về thật luôn. Giá dưới một giá dưới cả giá của em luôn đúng không ạ? <laughs> em chả nói rồi đúng rồi còn gì? Con ARB mình con xui nếu mà nó về dưới một đô là giá ngon lắm ấy. Nó về rồi còn gì? Lúc phân tích làm gì tin được về anh em. Cái lúc ở trên này mình phân tích ARB mới xui về dưới một đô các bạn có tin đâu, nó về rồi đây ạ. À? Về hết. Con xui mình con ARB về hết dưới một đô là anh em múc được về hết anh em ạ về hết thật đi mọi người các anh 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 em cứ bảo mình ăn may các bạn các bạn bảo bà mình ăn may thì các bạn nói thế cũng được nhưng bao giờ các bạn xem lại cái video mình nhận định bitcoin về 16 ngàn các bạn còn choáng luôn đấy mình nhận định bitcoin về 16 ngàn khi thì ra là đỉnh mà nó còn đang tụt sau mình còn phân tích nó hồi lên bật lại anh em xem luôn đấy d 1 đúng không các bạn bảo mình ăn may thì mình ăn may là quá nhiều có thể vấn đề là không phải là các bạn các bạn các bạn bảo mình ăn may là do mọi người đang không công nhận cái 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 cái, cái phân tích đúng của mình mình không trách trách các bạn tại vì các bạn không công nhận mình thôi nhưng mà vấn đề là thực tế thì mình đúng vấn đề là các bạn không công nhận là các bạn không chấp nhận mình đúng tại vì đơn giản là có thể là mọi người bị những cái người khác người ta vì cái mục đích người ta cạnh tranh người ta nói xấu mình người ta dìm mình sau đó các bạn có ác cảm với mình hoặc đơn giản các bạn không đồng điệu với mình thôi Các bạn không công nhận mình Nhưng mà kết quả là mình đúng Vấn đề là anh em mà nhìn vào thực tế cái kết quả mình đúng Chứ không phải là kết quả mình sai Phân tích cho mọi người xem nhé Lúc con này nó giật nến với một cái dâu rất dài về đây Xong mình view nó hồi lên vùng đầu năm Năm 2, năm năm ngồi đấy mình có view Nó oh, hồi thật, anh em mình cắt ra một cái điểm ở vùng 52 ngàn đô này Chắc chắn mọi người xem, mọi người sẽ nhớ mình điểm cao, có mức điểm cắt out ở vùng 52 ngàn đô này Thì lúc nó giật về đây này mọi người cái lúc mà nó giật về đây lịch may là hồi đấy mình còn làm lại có cái video mình còn cắt ra nhá không có thôi các ông này bảo mình chơi mồm các bạn nói mình chơi mồm thì tùy các bạn thôi nhưng mà thực tế mình đúng cho mọi người xem cho đúng nhá không cho các bạn bảo mình chơi mồm nhá Ủa cái công cụ vẽ nó chỗ nào nhỉ chỗ này à vừa thấy cái công cụ vẽ đây xong không biết chỗ nào nhỉ à đây rồi đây anh em lúc nó giật về đây là bắt đầu mình view nó hồi lên đây này anh em nhìn sang đây xem có phải nó hồi lên thật không đúng không mình vẽ hồi lên nhá không các bạn bảo bảo mình chơi mồm không được mình view hồi lên hoàn toàn các bạn nhìn đây này nó hồi lên này nó hồi lên bạn nó sập về đây này mình view nó hồi lên sau đó mình view tiếp tục nó view nó xuống sau đó sideway sideway xoay thì các bạn nhìn xem ạ có phải nó như thế không ạ nếu mà các bạn mà nhìn các bạn còn nhìn thấy cái cấu trúc sóng nó còn y hệt cơ đúng không nó xuống nhá xong nó sai quay sai quay đúng không mình có vẽ nào nó xuống xong nó sai quay sai quay đúng không thì mình view cái này là biết coi về 16 sáu ngàn thì cái này cái này bật âm thanh này mình nghe được chứ không mình không vẽ còn nếu mà đến một thời điểm mà nó phá đáy thì toang luôn đấy anh chị ạ mười sáu ngàn đô ạ thời điểm mà nó nó sau khi nó break khỏi cái vùng sai quay này này thì chúng ta sẽ có một cái vùng bắt lại ở vùng ba mươi sáu sáu ngàn đô này và sau khi và anh chị mà bắt được cái giá vùng 16 sáu ngàn đô này thì chúng ta sẽ đợi bắt lại 16 000 đô là giá bắt rất tốt nhé và bắt không lỗ được thì ngày xưa mình đã phân tích nó về 16 000 đô rồi chứ không phải là ngày ngày hôm nay mình phân tích nên các bạn vấn đề các bạn các bạn luôn luôn bảo mình phân tích sai là các bạn không công nhận cái khả năng phân tích của mình có thể là vì một cái lý do các bạn không đồng điệu với mình hoặc là đơn giản là vì các anh em bị ảnh hưởng bởi các cộng đồng khác người ta vì lý do cạnh tranh thì người ta nói xấu mình chứ các bạn phải công nhận là biết coi về 16 000 đô thật và đây là bắt không thể lỗ được ạ nó xảy ra rồi chứ không phải là ngày hôm nay các bạn bảo là ờ thằng hiếu ơi nó phân tích những cái đồng ăn coi như nó phân tích vẽ sóng của những đồng coi này ờ đây là các bạn bảo mình ăn may lần đầu tiên đúng không thứ nhất là cái vật sóng với co mình phân tích về 16 sáu ngàn thứ hai là nó có một cái sóng nữa thứ hai là nó có một cái sóng nữa đó như là cái sóng mình vẽ đấy vẽ trực tiếp cái sóng của con con san đấy vẽ xong mô hình nó chạy các bạn là mình ăn may nó không thể nó chạy được cấu trúc sóng này không thể ăn may được nhiều như vậy các bạn nói chung là các bạn vì những người người ta cạnh tranh người ta không có đạo đức người ta nói mình sao các bạn có tư duy xấu với mình thôi còn mình nói anh em là những ai người ta nói xấu mình nói sai sự thật người ta cố tình người ta đặt điều về mình ý, thì sau này cái nghiệp của họ người ta phải trả mình không hề có làm một cái gì người ta bảo mình đi lừa đảo người ta bảo mình làm ra dự án đi lừa đảo làm siêu coi rồi làm các cái dự án coi lừa đảo cái nghiệp người ta sau này người ta phải trả thôi mọi người em phải hiểu là xã hội nó kinh khủng lắm ấy mọi người xã hội nó kinh lắm vì đồng tiền thôi mà người ta có thể bất chấp người ta có thể hy sinh mọi thứ mà người ta không người ta không nghĩ đến cái vấn đề về sau này có thể có thể là người ta bất chấp để người ta kiếm tiền thì thôi cũng là đấy là là cái sự lựa chọn của người ta nhưng mà làm cái gì làm nó phải đúng không thể làm sai được không thể nào được từ cái chuyện không có thành nói thành có được cái con người như thế này những người gần như nó không có đạo đức rồi nó bất chấp và những cái người bất chấp như vậy thì sau này người ta sẵn sàng người ta giết chết anh em bất cứ lúc nào đấy mình nói anh em những cái gì mà người ta làm được với mình ý, thì không có nghĩa là người ta sau này người ta không làm với mọi người mọi người có thể chết chết bận dưới tay người ta bất cứ lúc nào tại vì cái đạo đức người ta không có người ta vì đồng tiền người ta có thể bất chấp để người ta có thể làm những cái điều mà 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 sai gọi là vu khống người ta có thể bịa đặt ra cho mình thì sau này các bạn sẽ chỉ là nạn nhân của người ta thôi còn mình nói luôn là kéo 500 trăm ngàn đô các bạn tìm ra cho mình ạ, chứng minh cho mình ạ mình sẵn sàng mình trả cho các bạn 500 trăm ngàn đô nếu như chứng minh mình làm ra một cái dự án coi nào được không sợ lắm nói chung sau nó sợ lắm đấy nên bạn bảo mình may nhá may là cái kèo đầu tiên là kèo bitcoin phân tích về 16 000 may là cái kèo mình lại phân tích con xa này phân tích sóng nó chạy được hay là bây giờ các bạn bảo mình ăn này mình phân tích là những cái đồng ăn coi nó quay trở lại test đáy mình bảo là mình ăn may không phải ăn may mọi người vấn đề là mọi người không không công nhận thôi nhưng mà nếu như mà cái, cái gọi là nếu như mà đây là cái sự phân tích của những cái người người ta nói xấu mình thì các bạn lại công nhận người ta còn trong khi đó người ta có cho anh em đu coi của chia hai các bạn cũng không công nhận người ta à cũng 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 thấy người ta đúng còn trong khi đó mình phân tích đúng thì các bạn không công nhận mình <laughs> Thế nên các bạn các bạn phải tỉnh táo và phải rút ra được khỏi cái 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 suy nghĩ đấy các bạn mà không suy, rút ra được thì sau này sau này các bạn chỉ là quân cờ người ta thôi người ta sai khiến gì cho mọi người thôi người ta sai khiến mọi người sang kênh của mình người ta đít bảo sang anh em bây giờ sang kênh của mình để đít like kênh của mình các bạn không sang người ta đã từng làm như vậy với mình rồi người ta bảo sang kênh của nó để đít like đi nó kiểu như vậy mọi ông sang bảo sang kênh của thằng này chửi đi có mọi ông sang thế thì mọi người là cái gì ạ thế em hỏi mọi người mọi người là cái gì ạ người ta sai làm những cái điều xấu mà mọi người làm được thì em chịu em chịu mọi người luôn ý nhiều khi không thể nào hiểu được cái suy nghĩ của các bạn trẻ bây giờ nhưng mà đúng thật các bạn bảo mi ăn may nó xảy ra thật nhưng mà ăn may nhiều quá đúng không <laughs> Các bạn bạn là hiếu Bitcoin dưới 20 000 đô, dưới 30 000 đô ấy. Là bạn là em mình nhận định bừa không phải. Nó xảy ra thật. Cái lúc nhận định Bitcoin dưới 20 000 đô, dưới 30 000 đô các bạn có dám mua đâu, mình dám mua đấy và tài khoản của mọi người trong nhóm của mình bây gần nhân ba hết rồi. Nếu mà đánh đúng plan của mình, không đánh đúng plan thì không nhân được, nhưng còn nếu mà đánh đúng plan của em là đen lắm phải nhân hai đi. Còn bây giờ mức tối thiểu bây giờ phải nhân khoảng gần 3 lần rồi nếu mà đánh đúng plan của em không thể nào mà em em 20 ngàn, 30 ngàn người ta còn view xuống đầy ra em còn nói mọi người là làm sao phải suy nghĩ ạ à? có cái bài post ở trên Facebook đây vẫn còn đây các ông lại bảo là bây giờ thằng này nó chém gió đúng không và trong mọi người trên group Facebook vẫn còn bài đăng không xong mọi người bảo em cứ đăng cái bài dương tiêu Rồi bắt đầu về sau tự búc ra không phải nó có vẫn còn nguyên đây còn bao nhiêu like của mọi người đây ạ à? đây kịch bản trong mơ cái bài đầu tiên đây Kịch bản trong mơ đây ạ, anh mọi người. Lúc Bitcoin ở đầu 26.000, em view kịch bản trong mơ, Bitcoin lên 50.000 đô, có làm gì có ai tin, mọi người, không tin được. Cộng đồng này, đến đấy, đấy là đoạn mà mọi người chửi em nhiều nhất đấy, anh mọi người. <laughs> anh em ngồi đấy, anh em chửi mình kinh thật, anh em nghe, nhìn lại sợ, nó đẩy lên thật, nó đẩy lên vùng 50.000 đô thật. Mình còn dám vẽ sóng nhá, người ta còn chẳng vẽ, anh em khác còn chẳng vẽ. Đây, xem cho anh em mấy cái khác. Có mở cái đoạn hai ba mươi ngàn đô chắc chắn có luôn mình ghim làm sao mình quên được. Đây hồi đấy mình bút nhiệt cho anh em nhiều lắm anh em. Có khi là một năm nữa Bitcoin lên bốn năm năm mươi ngàn đô hay không? Hai mươi tháng sáu năm hai mươi ba Bitcoin hai mươi bảy ngàn đô. Chưa đến một, đó, ừ một năm thật. Trong khoảng cũng chưa đến một năm là Bitcoin lên bốn mươi năm năm ngàn. Nó xảy ra thật. Nó xảy ra rồi mọi người nhá Nó xảy ra rồi. Lúc đấy mình view lên hết, nói chung là lúc đấy mình view lên hết chứ không phải là mình view xuống đây món quà đây. Ngày xưa mọi người cứ truyền tay nhau lia dưới 10 đô là một món quà, seno dưới 5 đô là món quà. Cuối cùng món quà của anh em chia 10 chia 20 hết. Giờ thấy anh em nói về món quà hơi ít. Nên mình mạnh dạn nhận định Bitcoin dưới 20.000 đô là món quà nhưng món quà này đi hơi xa rồi Nên nếu lỡ tàu thì Bitcoin dưới 30.000 đô cũng là món quà Đúng không ạ? Thế các ông ấy còn bảo mình là ngày xưa không côn Không phải Các bạn không dám mua thì có Bitcoin dưới 20.000 đô hay dưới 30.000 đô Người chơi trả giá Đến lúc Bitcoin 140-170.000 đô Thì lại mua không cần nhìn giá cho mà xem Còn nói thế này rồi anh em phải hiểu rồi còn gì đúng không ạ? Qua thời điểm đấy Bitcoin dưới 20 ngàn đô và dưới 30 ngàn đô nó quá rẻ rồi sao các bạn không mua đi các bạn cứ trả giá để làm cái gì ạ? À? Hay là đến lúc nó bơm lên trăm tư trăm bảy các bạn lại trả giá đúng không ạ? Anh em nào mà quay trở lại quá khứ thì thời điểm đấy mình tâm huyết lắm ấy. từ tháng 6 năm 2023 quay trở về mình tâm huyết lắm. Các bạn các bạn xem mình các bạn trả hiểu các bạn xem mình các bạn bảo thế nào? Không, mình bóp thật mình, mọi người đây tất cả bài post của mình mình vẫn còn đấy chứ không phải là các bạn bảo là thằng này tự đăng lên rồi nó chụp ảnh mà nó đâu ra mọi người vẫn còn nguyên trên group facebook người group facebook thì nó nếu mà trường hợp nó không đóng được riêng cư mà nó nếu mà xóa là mất luôn làm sao còn được đúng không anh em đấy anh em nói chung là cũng nhiều bài post hay lắm nhưng mà bây giờ em không có đâu là em tìm em post dần lên lại cho mọi người cho anh em mới xem anh em anh em <laughs> update được anh em ạ à. vấn đề là mọi người không công nhận thôi chứ không phải là mình không không phải là mình sai đặc biệt là bị những người khác người ta tác động xấu về mình. Nói chung là làm gì làm bị tiền để để cũng không nên bất chấp quá mọi người. Không nên bất chấp quá Còn nếu như mình có làm ra dự án mình siêu dự án kiểu scam xong mình lừa anh em thì anh em thì không nói làm gì. Chứ mình không có làm thì đừng bao đừng có đừng có đặt điều với mình. Đó rất là dừng lại cho nó cho nó cho nó nhẹ người anh em ạ. Còn làm như thế nó có nghiệp, sau này nó, nó nó có làm thì phải có trả thôi anh em. Nó trả trả về cái thời điểm bây giờ thì nó trả về cái hậu vận về sau này thôi. Còn tất nhiên là mọi người nói em thì em cũng có làm đâu mà em cần phải suy nghĩ nhưng mà chỉ qua là mấy cái ông sang kênh của em chửi thì em phải nói ấy. kiểu như là kiểu như là kiểu như là bù nhìn của người ta ấy. người ta nói gì cũng làm theo ấy cũng sang kênh mình chửi mình chả biết đúng sai hay nào mấy cái ông sang kênh của mình chửi đúng kiểu bù, bù nhìn luôn ấy mọi người đúng kiểu bù nhìn người ta bảo sang kênh mình đít này, sang đít này. người ta bảo sang chửi mình cũng sang chửi thì các bạn là cái gì ạ à, mọi người thì các bạn sống các bạn không có ý nghĩa gì à trong khi đó các bạn trong khi đó mình không hề làm những điều như thế Thế bây các bạn thử nhìn lại bản thân của bạn các bạn các bạn đang đang làm cái gì đấy ạ? Em hỏi mọi người thấy mọi người làm cái điều đấy với em thì mọi người đang làm cái gì? Mọi người tự biến mọi người thành người xấu à? Nhưng mà tầm này là vùng gom dài hạn rồi thì anh em muốn thì anh em cứ gom dài hạn thôi mọi người. Em thì em cũng vào mới chục phần trăm rồi đấy. Đang đánh đánh xem nào. Anh em có thể đăng ký vào nhóm tín hiệu miễn phí đánh nhé mọi người nhé. Ninh mình để phần mô tả em mọi người. Mình mới vào có lên bắt trăm hay không Nhưng mà tùy tư duy đánh của mọi người ấy. Nhiều khi cái việc vào hàng hay là cái việc đứng ngoài Nó tùy tư duy của mọi người nữa ấy. Mình không biết được Tại vì anh em đánh trung hạn Đánh dài hạn nó sẽ khác nhau dài hạn giá rất tốt để mua rồi ấy, mọi người Có thể nó sẽ biến động Nhưng mà nếu mà tầm nhìn dài hạn Nó giá rất tốt để mua rồi ấy, mọi người anh ơi xem giúp em con ant này ở với tầm này ăn coi anh đánh chung mà anh không đánh riêng đâu còn nếu mà sau này muốn anh đánh riêng ăn coi thì phải chờ xong cái sóng này nó chạy xong ấy hay có mấy cái ông đợt vừa rồi à có mấy anh em đợt vừa rồi thị trường nó xuống nó xuống nó đang ở đây cứ bảo mình vào kèo làm sao được mọi người anh em nhìn lại anh em anh em thấy mình đúng cái lúc thị trường đây cứ bảo mình vào kèo anh em anh em tự tạo áp lực mình xong cuối cùng anh em chết và nhiều anh em chết đoạn này rồi anh em Đoạn này nhé, một số anh em cứ bảo em là bê hiếu phải ra kèo đi, tại sao em không ra kèo, các nhóm khác ra kèo nhiều lắm. Thế bây giờ vào nhóm của em thì có ý nghĩa gì? Mọi người nói em như vậy đúng không ạ? Thế bây giờ mọi người thử hỏi cho em là bê em thoát hàng xong rồi em vào kèo để làm gì, bây giờ thị trường nó sập này, em vào điểm nào nó chả chết ạ. À? Em cứ tính cho mọi người là nếu mà có vào được cái điểm này đi là điểm ngon lắm rồi đây, 0 vậy cũng bị âm mấy chục phần trăm. Thế nên là mọi người không hiểu. Đã bảo rồi, anh em nào đăng ký vào nhóm VIP ấy thì mọi người phải thực sự là mọi người phải đồng điệu với cái nối chơi cái nối tư duy của em thì mọi người mới đăng ký vào còn mọi người mới follow được tầm một 2 ngày thì tham gia để làm gì mọi người nhóm này chỉ dành cho anh em nào vốn lớn nhưng anh em nào có lợi nhuận thì đăng ký vào thôi một trong hai thứ nhất là vốn lớn thứ hai là có lợi nhuận rồi thì mới đăng ký vào thôi chứ nhà có lợi nhuận mới đăng ký vào các bạn đăng ký vào nhóm vip của mình sau các bạn không hiểu các bạn không đồng điệu với tư duy thì các bạn đánh làm sao được thế đoạn này mọi người các bạn em côn kèo em côn làm sao được em bảo mọi người thoát hàng để bê côn em làm gì ạ Em còn phân tích rõ luôn là cái con sóng này là con giết con sóng giết người chơi. Mọi người chẳng nghe em. Em còn nói là cái sóng này là cái sóng giết người chơi đấy ạ. Em hỏi mọi người là theo cái sóng này nó rất là căng lắm ấy. Không phải em nói mồm, mọi người, nếu mà bây giờ em phân tích như vậy mọi người bảo em nói mồm được. Rõ ràng luôn là lúc hồi lên em bảo là cái sóng này là cái sóng hồi mà cực kỳ nguy hiểm. Tất cả anh, anh em mà follow em theo dõi em thời điểm đấy nó là bằng bằng chứng sống luôn chứ không phải là em tự nói. Còn bây giờ nếu mà em mà bây giờ em nói lại là bây giờ bạn này giết người chơi thì các bạn phải thoát hàng đi tại sao các bạn không thoát đi? thì đấy là em nói nước khẩu ủa nó nó hồi lên em bảo là đây con sóng mà cực kỳ nguy hiểm và nếu mà nó 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 quay đầu nó kinh lắm nó giết người chơi kinh lắm các bạn không hiểu các bạn cứ bảo mình nói quá khứ nói cái gì ạ à? nói tương lai toàn nói tương lai mình toàn nói tương lai thôi chứ mình không chả có nói quá khứ đâu mọi người còn nói quá khứ là mình chưa từng nói bắt đầu mình mình nói là nó hồi lên là giết người chơi còn mình nói là hồi lên để giết người chơi khi nó chưa sập thì đấy là mình nói tương lai mọi người nhé không phải nói quá khứ đâu nhá mình nói tương lai hoàn toàn BTC về đầu năm luôn trong đêm hay không anh Nó có thể về đầu năm luôn trong đêm nhưng mà anh nghĩ là nếu mà nó hồi lên thì đẹp hơn. Còn nếu nó về đầu năm trong đêm thì xem có thể vào thêm được. Nó phải phá mạnh mới vào thêm được. Nhưng nhận đoạn này cũng đỏ nhỉ Đoạn này cũng nhận cũng đỏ thật Có lên đánh long future 2x bấy gây không bạn đó Cái này do mọi người tính toán thôi Mình nghĩ là hạn chế đánh thôi Còn mọi người đánh thì tùy mọi người Hạn chế đánh đòn 7 nhất có thể anh em đánh đòn bẩy nhiều thì nói chung là cũng hạn chế thôi còn đánh hay không thì tùy anh em thôi giá này thì thực ra anh em nhìn nó rẻ rồi nói chung là giá này nó cũng kỳ cả nó có giảm nữa thì sau nó vẫn băm lại thực ra là anh em làm mà đánh hâu thì xứng đáng để ôn đi anh em ạ à. <laughs> có thể là chấp nhận âm trong áp lực tí nếu mà nó giảm thêm nhưng mà các bạn nếu mà các bạn đã xác định hâu dài hạn mà các bạn sợ là sau này không có vị thế tốt thì nếu bạn ít nhất các bạn lại mua tầm năm bảy cho mình giá này là giá không mua lộ, không mua khó lỗ lắm có thể là các bạn không chọn được các đồng coi thì các bạn chỉ được nhân hai nhân ba thôi hoặc là nhân năm thôi nhưng mà nếu các bạn chọn được các đồng coi thì nó sẽ tăng được nhiều hơn giá này nó cũng là một một trong cái vị thế tốt để ôm dài hạn rồi thật đấy mọi người em nói mọi người sau này thì nó sẽ xảy ra thôi chỉ quan là nó không phải tốt nhất thôi anh em nó không phải tốt nhất sao dài hạn mà ôm có x hai ba nó tùy dự án ví dụ có con nó giảm chia hai nhưng mà do dự án nó không tốt nó không bơ được mạnh như anh bây giờ có những con mà bơi giá này nó giảm chia 2 là bình thường thì sau này nếu mà so với NC này nó nhân được khoảng 3 lần đi thì tổng là nó nhân được khoảng 6 lần so với đáy. Nó vẫn là nhân 6 nhưng mà đấy là so với đáy, còn giá này có thể nhân chỉ được khoảng 3 lần thôi. Đen, đấy là ôm dự án đen nó như vậy. Ôm ôm phải mấy dự án đen nó như vậy. như thế dòng tiền sắp dịch chuyển từ bit sang để ăn coi ạ đợt này không biết là anh em thấy, anh em phân tích cũng thế cũng nhiều ghê không biết thế nào nhỉ? anh coi mà hồi được cái đẹp nhỉ? nhưng mà bit nó giảm nhưng mà anh coi có vẻ đang trứng lại mặt bằng chung anh em nhìn thì con nãm trứng đúng không? nhìn xem anh em nhìn bà, mặt bằng chung thì con nãm trứng giá lại bị nó không giảm mạnh bằng bit nữa đợt này người chơi bên ngoài người ta cũng chưa mô và đầu tư đâu anh em mình đi ra ngoài mình biết mà cái đợt vừa rồi có đoạn có đoạn đội mô nhưng mà nó là cú sốc đầu đời nó cũng bị bay đoạn này khá là khá rồi người chơi phải từ từ nó phải thì thực ra nó như vậy nó mới là cơ hội ấy, mọi người nó như vậy nó mới là cơ hội của anh em ấy còn người chơi người ta cứ đổ vào mà mà thì không đánh được đâu đánh đấy đánh chịu đánh chết thôi Thị trường này nó anh em càng đầu tư anh em càng sợ, ơi. đánh khó lắm mọi người. Anh em cũng bảo dễ thì mình không biết nhưng mà nó liên quan đến tâm lý khó lắm. Gần như là sau này mọi người chết hết. Đánh cẩn thận chắc tay thôi anh em. Các bạn không chắc tay là sau này các bạn chết hết. Vùng giá này thì các bạn còn đỡ Nhưng mà thực ra là nếu mà những anh em mà không đánh chắc tay thì bây giờ làm gì còn tiền Vùng này các bạn bắt đầu các bạn được đánh gọi là đánh thôi kiểu như đánh theo kiểu bản năng cũng được Các bạn ôm các bạn giữ theo kiểu dài hạn cũng được Nhưng mà những anh em đấy thì ngày hôm nay không bao giờ có chuyện là đang cầm 100% vào đô Nhưng anh em mà đánh theo kiểu bản năng thì bây giờ làm gì còn đô đâu anh em Không còn đô đâu ngày mai mình sẽ khả năng là tối nay zoom riêng hay không không em không zoom một tuần em sẽ zoom thứ ba còn nếu mà zoom thêm em sẽ báo mọi người nhé zoom định hướng ấy, đúng không nếu mà zoom thêm em sẽ báo mọi người Đợt là em nào đăng ký khóa học có đăng ký nhé <laughs> mình đang đợt này thị trường nó đang chạy thứ hai là đợt này nó đang uh đang uh, đang uh, đang đánh sóng nên thành ra là mình lùi lại lịch mấy ngày cho mọi người đăng ký để đánh xong cái sóng này nên anh em nào đăng ký có thể tranh thủ đăng ký nhé chắc mấy hôm tới mình sẽ bắt đầu đấy mọi người mấy hôm tới mình sẽ bắt đầu may là bây giờ bitcoin tụt ăn coi nó còn trụ được giá đấy <laughs> anh em nhìn bitcoin xem nó cứ đỏ đỏ liên tục nhá đây nó cứ đỏ đỏ liên tục nó tạo đáy đến mới liên tục ở khung mà 15 năm nhá nhưng mà anh em nhìn sang ăn coi nó nhìn nó cũng nó cũng đỡ bị áp lực hơn <laughs> anh em nhìn sang ăn coi đỡ bị áp lực hơn Ui, hình như Bitcoin phải đáy cũ rồi à? Có đúng là Bitcoin phải đáy cũ không? phải đáy cũ này Kinh nhỉ biết coi phải đáy cũ luôn Anh Em sợ luôn ý Phải đáy cũ kiểu là anh Em sợ luôn ý người làm cái thật Khá khởi dâu này luôn này Ăn coi thì chưa phá được dâu Ăn coi thì còn lâu Anh em bật sóng hát 4 ra anh em nhìn Nhưng mà không nhận biết coi nhìn cũng ghê Nhưng mà thôi là anh em mà cầm full hàng Với tâm lý còn anh em cầm một phần thì không phải tâm lý đâu Thoải mái lên anh em Cái câu chuyện của mình chia sẻ rồi chấp thị trường chia hai mong còn mong nó xuống đi. kinh bitcoin nó làm cho cái cây đúng thật phá cả cái đấy cũ hôm trước Bitcoin liệu có lên được nữa không á ơi, dài hạn nó sẽ lên Bitcoin về view dài hạn thì nó sẽ lên chứ mọi người. Mình về view dài hạn thì Bitcoin còn lên. Giờ muốn làm giật cái quả về đầu năm mình cũng nhận kinh thật tinh nhỉ. <laughs> <laughs> dạ làm một cây thẳng mất về 52 ngàn đô còn chết luôn ấy anh em. Nhưng mà nếu mà nó về nó về 52 để mua, mua thêm. Nó phải giật một cái về hai thì mua thêm mình sợ nó không giật được thôi Còn nếu mà nó giật về thì mua Sợ nó không giật được thôi Còn nó giật về 52 thì còn 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 giá Còn giá đấy còn còn phải nghĩ để làm cái gì nữa mọi người Nếu mà nó giật về hai làm gì còn phải nghĩ Sợ nó không giật được thôi giật Sợ nó phải vòng lại lên để nó bẫy Anh em mình đúng không cái đội này nó nhiều cái chiêu bẫy lắm ấy sợ là bây giờ nó lại vòng lại lên thì mới là cái kiểu chiêu trò mà nó kiểu giết được giết được cái đội long sọt anh em cửa mà nó xuống ngay thì nói chung là cũng lúc nào cũng cửa xuống lại vì chen hiện tại mình đang vẫn đi về đầu năm cá nhân của mình vẫn đang đi về đầu năm nhưng mà giờ mà nó có chơi cái bài mà nó quay lại đoạn trên này mới kinh thì không biết nó chơi cái bài nào còn nó xả một cái xuống đầu năm nữa thì thôi anh em chết hết nhóm mình thì nói chung là cũng nếu mà nó xả về đầu năm thì chắc chắn là cái phần hàng vào sẽ bị âm tại vì mình cũng vào mấy chục phần trăm rồi chứ mình không phải mình chưa vào mình vào mấy chục phần trăm rồi mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái phần lớn thì mình vẫn cầm tiền thì lúc đấy thì chúng ta có thể mua thêm cho mình nhưng mà tầm này thì anh em mà đang cầm full hàng căng lắm anh em. Áp lực lắm. Đợt này nhiều kênh bảo gom hàng khả năng market còn nhảy vào đạp thêm hay không mát đâu. Mình vẫn view Bitcoin về đầu năm ạ. Điều lâu rồi ấy. Thủng giá 60 thì giá là vào được á thùng giá 60 thì phải đợi nó 3px mà muốn 3px mà muốn giá đẹp nhất thì phải về tầm 52. Nếu mà nó 3px phải về 52 mình mua thêm được. Tại vì nếu mà đợt này mà nó rơi thì phải rơi về ít nhất là về tầm 52 thì mới bắt được, còn nếu mà nó rơi về tầm đầu 58 không bắt được đâu, anh em đừng bắt cục đấy. Nếu mà nó 3px thật thì phải đợi về 52 mới bắt nhé mọi người Nếu mà trường hợp 3px nó xảy ra ấy Là chơi mấy cái bài à đấy phá đỉnh liên tục xong anh em cứ ra vào liên tục chết hết cắn đánh đánh chờ cắn sóng lót hết nó có nhiều cái kiểu mà mọi người không không mình mang được ấy nó có nhiều cái kiểu siêu mà anh em chết lắm ít coi về năm hai thì mình bắt a này bắt b c anh nhá nếu mà nó về thì anh sẽ tính em bắt cái nào nhá hiện tại nó chưa về đấy thì đấy cũng là một cái cách mà để cho anh em mà bị tâm lý nó cứ vòng lên vòng xuống liên tục xem với anh em tí xem nó có xuống nữa không đây những cái quả mà nhìn cái kiểu bitcoin cũng nhận cái này mà cầm hàng cũng nhận cũng tâm lý nhỉ anh em nhỉ cầm hàng nhiều ấy cầm ít thì không sao nhưng mà anh em mà cứ cầm 100 phần trăm hàng tâm lý lắm may may là ăn coi còn không bị xuống mấy ăn coi mà bay lộc ba đích sell thì kinh lắm anh em ăn coi không xuống mấy tất nhiên là nếu mà nếu mà bitcoin là ba đích sell thì ăn coi cũng sẽ bị ba đích sell theo đấy là phải nói trước cho anh em chuẩn bị tinh thần là nếu mà bây giờ bitcoin mà nó xảy ra ba đích sell thì ăn coi cũng bị bàn tháo theo nhưng không bị bàn tháo mạnh nữa Và nếu mà trường hợp đợt này mà nó bán xeo thì bitcoin sẽ bị bán xeo mạnh hơn ăn đấy có đợt trước là ăn bị bán xeo mạnh hơn nhưng nếu mà đợt này mà sửa hiện tượng bán xeo nó xảy ra mạnh nó bỏ giật bitcoin về 152 thì ăn lại không bị bán xeo nữa chỉ có bitcoin bị bán xeo thôi đợt trước ăn coi bán xeo rồi thì đợt này chỉ có ăn thôi ai à, chỉ có bit thôi ví dụ trường hợp mà bitcoin nó ở nó phá đáy rất là mạnh nhưng mà ăn nó chỉ phá qua cái đáy đấy một tí thôi sau này vòng lại nó kiểu như vậy Anh đã chốt 50 trăm hàng tối vào hôm qua chưa không? Anh vẫn để, anh vẫn để 50 trăm Phá sáu 60 thì nguy á <laughs> Chuẩn bị về đầu năm đến nơi rồi đây anh em Kịch bản mình phân tích biết coi về đầu năm nó đang xảy ra ở đây tí nữa là về đầu năm đấy mọi người Chuẩn bị về đầu năm rồi đây Nong sọt anh em chú ý nhá Bề xong rút chân giá chờ đi mọi người chờ đi anh em đánh bình tĩnh thôi anh em nào mà muốn sau này có kết quả tương đương mình ý, thì mọi người lên đánh giống mình còn nếu mà mọi người tự đánh mà kiểu kiểu vào hàng cái tỷ trọng vào hàng khác mình ấy, hoặc là vào oni đi sau này anh em dễ dễ đi vào con đường khác lắm anh em kiểu như ngày xưa mình đánh ý, mùa 2023 2024 mình đánh ấy. nếu mà anh em đánh chuẩn plan của mình phải nhân khoảng trung bình khoảng 3 lần bây giờ nhân trung bình khoảng 2-3 lần 2-3 lần rồi nhưng mà anh em mà không đánh giống lan của mình còn âm ấy sau này nhảy vào kiểu thua lại bắt đầu lại cắt ra ấy bắt đầu lại nong sọt ấy anh em còn một người đánh với mình thì làm sao phải suy nghĩ mình nói anh em là, anh em đánh với mình đêm nay ngủ ngon chỉ sợ là nếu mà đêm nay đầy ngược sóng thì phải chốt thôi chứ còn nếu mà nó xuống thì cứ ngủ không phải suy nghĩ được không Nên nói trước với anh em nhé nếu mà đêm nay mà nó xả ấy, thì cứ ngủ đi xem nó có về năm hai để bắt còn nếu mà trường hợp ấy order, anh em order năm hai cũng được nhưng mà sợ nó về thôi còn nếu mà cái trường hợp ấy mà nó đêm nay mà nó lên thì mày mất ngủ tí là canh để xem có chốt được không. Chứ còn nó xuống thì làm sao mà mày mất ngủ rồi mọi người? Anh em xuống đêm nay mà mất ngủ nó không phải mất ngủ. Anh anh em này với em nó bị tọt đánh nó có thoải mái anh em ạ. À. Không phải không phải mất ngủ, cứ, yên tâm nhá mọi người nhá. À, đêm chốt anh tất nhiên anh phải côn rồi. Lên thấy toát lạnh lòng hay không anh ơi? Chết lại đong sọt à Chị không ở Việt Nam nên lệch giờ Vậy chị đăng ký khoa học của em có được hay không Có thể xem lại clip khoa học của em không Chị có thể xem lại Mọi người đăng ký khoa học mọi người xem lại nhé Trong nhóm mình có anh em nào ngày xưa học khóa 1 và 2 của em không đấy Anh em nào đang học khóa trước đây từng học khóa 1 và 2 của em Comment số 1 cái nào xem đông không nào Hay là anh em học khóa 1 và 2 chết hết rồi ừ. anh, anh em nào học khóa 1 và 2 của em Anh em comment số 1 cái xem nào này ba con mình này bốn con mình này cũng đông ghê này tiếng rồi là khóa một của hai của em sống rất nhiều nhá không phải là chết đâu nhá anh em bảo chết kiểu gì khóa 2 năm ngoái à học khóa một của hai nào hai nghìn ạ hai là hai nào khóa một của hai em nào học hai là khóa một của hai. hai khóa một đông nhỉ khóa một đông lắm khóa một là khóa mà bốn to cực kỳ luôn em mọi người Riêng khóa 1 của em là cái khóa mà có lượng tiền nhiều nhất Cái khóa 2 cũng là cái khóa mà có dòng tiền nhiều Nhưng mà khóa 2 không bằng được khóa 1 Khóa 2, khóa 1 cái chất lượng nó sẽ cao hơn về cái dòng tiền Tại vì riêng khóa 1 nó đã có mấy anh em có tài khoản triệu đô rồi Khóa 1 khá là nhiều anh em tài khoản triệu đô ấy Trong các nhóm thì khóa 1 là khóa nhiều nhất Đấy, anh em này, này. một số anh em không có mình trên YouTube có mình số 1 này. Nhưng mà học xong cũng khác chứ nhỉ. Anh em nào mà học xong mà không khác mà anh em còn FOMO đánh kiểu không bình tĩnh như em mình chết đấy. Anh em nào học xong em anh em phải đánh được bình tĩnh như em ấy, kiểu như là mình kiểu như là mình làm chủ được cảm xúc ấy. Còn một người đánh mà mọi người kiểu FOMO đúng cái thời điểm ăn coi này thì em thật luôn à. Nhưng anh em đấy là đáng bị ban của nhóm anh em ạ. <laughs> anh em nào mà nhảy vào mà đánh đúng mua hàng ở đây thì em thật là đáng để ban khỏi nhóm anh em đấy còn để trong nhóm mình làm gì nữa đánh đánh trong nhóm chỉ có phong mô thôi không thể anh em nào mà học em không thể mà mua được giá này em nói luôn là không thể chắc chắn là không thể mua được cả giá đấy chắc chắn là không thể phong mô được 50% còn lại thì mua biết hay AN. cái này em đã chờ chờ xem nếu mà thị trường cho nó chạy xong ấy thì chúng ta sẽ tính ấy mọi người. Anh nghĩ từ nay đến cuối tuần Bitcoin giảm xuống tầm 50.000 hay không ạ? Vì tại có thông tin cuối tuần Iran giao tranh với Israel á. Không, thông tin Iran với Israel nó đâu có ảnh hưởng đến thị trường đâu mọi người. Có ảnh hưởng thì nó thông tin Bitcoin halving thôi chứ còn thông tin thông tin đấy làm sao ảnh hưởng được ạ? Nó có ảnh hưởng nó chỉ là thông tin Bitcoin halving thôi anh em chứ còn thông tin israel với cả ấy đánh nhau không có vấn đề tôi mới tham gia hôm nay mà hoàng rồi bạn ơi cứu tôi nhá em hoàng kiểu gì đấy mọi người sợ nhất là có một cái bài nữa của Bitcoin đó là làm cái bài này mà sóng h bốn lên nhá còn nó sẽ chạy một cái bài nữa nó sẽ hồi dần lên Hồi dần lên, hồi dần lên xong bắt đầu nó mới làm một cây như này này Thì nó cũng có kịch bản như vậy con nó xuống như này nó phá xong nó lại hồi lên lại khoảng tầm 61, 62 này Sau đó mới về sau nó cứ xay quên, xay quên, sau đó về sau của nó làm một cây thẳng xuống Đấy Nó có nhiều chiêu như vậy Tại vì bây giờ Bitcoin nó phá đáy rồi thì mình lại sợ nó không hồi lên được 5 năm mình sợ nó không hồi lên được tại vì nếu mà nó loanh quanh ở khoảng tầm 65 này thì hồi được nhưng mà nếu mà bên nó phá đáy như này thì nếu mà nó có hồi thì mình chỉ sợ nó, nó chỉ hồi lại lên được đoạn trên này thôi nó chỉ hồi lên được cái đoạn trên này thôi quanh quanh cái đoạn trên này thôi chứ không hồi được mạnh nữa tùy nói chung là tùy tùy cái độ nằm giá còn giờ nó làm một cây xuống tầm 52 thì bắt thôi anh em nếu mà nó xả một cây xuống 52 thì bắt nó mà xả một cây mà xuống tầm 52 thì bắt anh em nhé nó hồi lại lên khoảng tầm 58 ngày nếu mà nó xả xuống 52 nó sẽ hồi lên 58 à, nếu mà nó xả xuống một cây mà về 52 được thì nó sẽ hồi lên 58 52 thì giảm bắt thoải mái kẻ ôm dài hạn giá lắm cũng không, không có vấn đề ăn coi không giảm mấy luôn á Ủa thật ăn coi không giảm mấy thật à Ừ, nói chung là cũng bị ăn coi bị trứng giá nhỉ mọi người nhỉ đây em nhìn này ăn coi có vẻ trứng giá hơn Đấy. chờ cho đêm nay đi khả năng đêm nay thị trường sẽ biến động đấy anh em ạ à. đây biết coi phải đáy nhưng mà ăn coi có vẻ trứng giá hơn thì ra anh em cầm ăn coi không 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 áp lực lắm anh thử không mầm 15 đi á Và 15 có gì đâu Nó vẫn đang chập chờn này thôi BTC.D giảm à Bitcoin giảm nhiều hơn ăn coi Có em định hướng rất rõ làm sao mà chết được Vâng, đúng rồi Tầm này mọi người đánh không no đâu Ở trên đỉnh nhìn đánh còn no chứ tầm này đánh nó dễ lắm Em đánh anh em phải giữ được cái đầu lạnh ấy mọi người em coi đỏ nhưng vẫn còn lời của sóng hồi hôm trước vẫn ngon á em mở cái tài khoản em lên cái nhá em đợi em mở cái tài khoản em lên cái xem còn lời thật không em mở cái tài khoản của em lên xem có phải đang lời không nhá tính cả sóng trước nữa xem có lời không mọi người tính cả sóng trước khả năng đang lời thật anh em tính cả cái sóng mà bắt lúc hồi hồi lần trước bắt đùng đáy xem có hồi xem có lời không em nghĩ khả năng răng dương thật đấy vẫn lời đúng không làm sao chuyện âm được <laughs> tính ra nếu mà bây giờ mà cắt ra thì vẫn lời đóng đánh xong qua, tại vì căn bản là có một sóng đánh trước ở đây rồi, nó hồi mạnh quá, lại đúng mắt đúng đáy và đúng đỉnh, thì căn bản là có hai sóng mắt đúng đáy đúng đỉnh. Em xem em mở, anh em đợi em mở cái máy tính em lên cái, em xem tài khoản em còn lời không? Ủa đang lời mà mọi người, đang lời. <laughs> em mở trực tiếp tài khoản của em lên là đang lời đây bây giờ tài khoản của em ở b một âm nó phải tụt khoảng bao nhiêu phần trăm tổng tài khoản nữa chia cho 3 sao nó phải tụt khoảng tầm sáu phần trăm nữa mà cái đồng ăn có nó phải tụt khoảng 10 phần trăm thì tài khoản em em mới hòa vốn ăn có phải tụt thêm 10 phần trăm thì em mới hòa vốn Đấy, tài khoản em là phải ăn có phải tụt tầm chục phần trăm em mới hòa vốn làm sao mà lỗ được đúng không mọi người em đang lời mà anh em đang lời mà ở mai đi chắc là bốn năm giờ sáng mai là cái dạng quyết định này anh em canh canh cho em nhé em đang căn là khoảng ba bốn năm giờ sáng đấy ba bốn năm giờ sáng em đang tính tầm đấy em em sẽ căn nếu mà nó nó không đẹp quá thì em sẽ chốt nó hồi lên lại em nghĩ là lúc ấy mà, mà chốt thì nó phải là đến xanh em mới chốt nếu còn đến đỏ quá thì thì mày xem đang tính là dạng sáng mai để xem nào đây nha em bật lại ngược rồi không nó vẫn thế thôi mọi người nó bật thì nó phải bật được một cái lến mạnh rút chân nên ăn coi về hồi lại đây cơ mới mà bật còn kiểu nó, nó đang chạy lên ấy, thì nó cứ lên xuống bình thường nó là bình thường cái này bật mà lăm này nó cứ chạy lên lên xuống là bình thường nó chưa phải bật đâu nó vẫn thế thôi mọi người nó chưa đâu đây mọi người nó vẫn tạo đến này thôi nó chưa có vấn đề gì Nhưng mà anh em vẫn đòi vẫn ok nhưng... Chốt lỗ xong ra hồi này thì cô nó ừ. Anh ấy vấn đề thôi. Tổng tổng hai sóng vẫn dương. ông biết Bitcoin về đầu lắm rồi á em ngày xưa còn nhớ không anh em mà biết coi về đầu năm anh em sợ mình ra nó về đầu năm thật nó về đầu năm rồi anh em nó là làm cho cả về năm tám nữa thì chết đấy anh em đường tường văn đúng không đừng đùa với đà này nó phải ít nhất nó phải về năm tám cho em chứ chả có chuyện là năm chín chín đâu thôi năm chín chín là thôi nó cứ gọi là nhận gọi là nó về đầu năm trước thôi gọi là hoàn thành hoàn thành cái mục tiêu thôi hoàn thành mục tiêu là anh em sợ mình thôi chứ còn nó phải nó về nó mà giật xuống dưới năm tám anh em còn căng ấy anh em em xạ đúng không mọi người Giờ muốn an coi xuống dưới đáy cũ thì chỉ có ba lít xeo hoặc tiền nga đen BC2. chứ dập dìu này an coi giữ nguyên. Nếu mà bitcoin nếu mà bây bitcoin giật về 52 thì an coi sẽ không bị bàn thảo nữa. Nếu mà bây giờ thực sự nhá, nếu mà thực sự mà bây giờ bitcoin nó giật về 52 thì an coi sẽ không bị bàn thảo nữa. nó sẽ phá đáy. Nhưng mà nó không xảy ra hiện tượng ba lít xeo. chờ đi anh em, đang chờ mai mai xem nó có hồi lên đây anh em, đánh bình tĩnh thôi mọi người. Thiên ga đen là gì vậy hiếu ạ? Thiên ga đen ạ? À? Thiên ga đen chị lên trên uh, Google chị search cho em. ạ à? Giải thích thì cũng được nhưng mà mọi người Google, nó một cái sự kiện mà nó khá là xấu của thị trường những cái thời điểm mà thị trường nó bị bàn tháo của tất cả các thị trường thì đấy là một cái sự kiện thiên nga đen và thiên nga đen nó đã xảy ra thời điểm 2020 khi mà giá dầu bị reset về không mọi người có nhớ cái thời điểm mà giá dầu giá dầu nó về 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 không không đấy là thời điểm mà thiên nga đen xảy ra đấy em có nhớ thời điểm mà dầu nó về không không Ui, dầu hồi kinh đấy lên 83 đô một thùng rồi ăn đâu mình không nhìn. Ghê nhỉ. Dầu ấy. Đợt vừa rồi nó xảm cho về cái vùng này là bây giờ bơm cái là x3 dầu kinh thật. Dầu thô bơm x3 thật anh em ạ. Sợ thật, giá dầu này công nhận nó đẩy kinh nhỉ. Đây thì thiện, hiện tượng thiên nga đen nó xảy ra thời điểm tháng 4 năm 2020. Đây là cái thời điểm mà giá dầu rơi về mức âm Âm không chừng bao nhiêu ấy Đây là cái thời điểm mà thiên nga đen nó được kích hoạt Thiên nga đen nó kích hoạt tất cả thị trường tài chính Chứng khoán này, vàng này, forex này Crypto này, bitcoin này Thì đấy là một cái sự kiện rất là kinh hoàng cái Thời điểm đấy Đúng là gọi là gọi là rúng động luôn cả thế giới luôn ấy một vậy Sự kiện này thì nó sẽ không có nhiều Rất nhiều, rất nhiều nó mới có một cái sự kiện như vậy mất cả đến 10 năm, 20 năm, 30 năm là mới có một cái sự kiện như vậy. Thậm chí là cả vài chục năm trời mới có một cái sự kiện như vậy. Kinh nhảy giá dầu về không anh em, về âm. 2020 rồi mọi người đấy là câu chuyện của hai rồi Linh về không hả? Mọi người xem nhớ được con Linh về không là kinh đấy anh em <laughs> Anh em không phải không một đúng không? Anh em nào mà đã từng biết biểu đồ con Linh về không nhiều không một là kinh đấy anh em Anh em mà chơi mà biết Linh về không 01 không, về không một, một thì kê đấy, nó hồi đấy lâu lắm rồi Con Linh nó đã từng rơi về giá không chấm không một đô ạ à. Không chấm không một đô Không nhớ là thời điểm đấy là rơi vào thời điểm nào nữa ấy. Từng rơi về không 01 không một giá linh vậy có ai mua được hay không order thì mua được ạ à? nếu mà order thì mua được không order thì không mua được nó giật lên luôn ấy. em bóng đá thôi hiểu ồ oh, thế hôm nay có bóng đá gì đấy mọi người Rồi anh em nó kính đấy mới có đã về 58 ngàn Em xem trong cái nguyên tắc chú luôn xem nó về chưa Mà mỗi bảo về 58 ngàn làm sao về được Chưa về được Em bên future nó có dần đến về được không? Không, future nó cũng không giật đâu Nó vẫn thế thôi mọi người À, đêm nay đi mọi người chắc ngày mai đấy, có hồi hồi trong mai, là mày nếu mà nó hồi mai là mình cũng đang xem xem mình chốt ra đấy. Ô hôm nay đá bóng gì đấy mọi người? Mùa trước chiến thuật nối chơi của Hiếu có giống cách đánh bây giờ hay không? Nó khác. Mùa trước em đánh nói chung là em đánh khác so với bây giờ. Để mùa trước em còn đánh cả future nữa mà mùa trước em còn đánh cả future này mình thấy ai mùa trước em không hoàn thiện bằng bằng mùa này mùa trước em không đánh chuẩn mà lan nhưng mùa này mùa này đánh chuẩn mà lan hơn nên nếu mà thực ra mà may mắn thì em còn nói là có thể cái target nó sẽ đạt cao hơn mùa trước của em ấy mùa trước em được nhân khá là nhiều nhưng mà nếu mà đánh may may mà cuối năm được khoảng nhân 3 nữa đi là tài khoản em nhân khoảng 9 lần thôi 9 lần một năm sau mà đánh được cái sóng nhân khoảng tầm 20 lần nữa tài khoản em nhân 180 lần nó còn cao hơn mùa trước ấy ngoài 180 lần thì kinh quá nhỉ Chả biết thế nào Tại vì mùa này thì mọi thứ của em nó hoàn thiện hơn Về kinh nghiệm, về kiến thức hay là về tâm lý tốt hơn Cẩn thận hơn, nói chung là mọi cái đều hơn Mùa này càng ngày em càng cẩn thận Mấy mùa trước cũng cẩn thận nhưng mà Nó có nhiều cái Cũng bị mất mát đêm nay C1 đá bóng U23. Ủa, wow, hôm nay đá C1 à? Em em ngày xưa thời trẻ trẻ em xem bóng đá luôn, bây giờ em không xem nữa. Ngày xưa em cũng hay thức xem bóng đá mà. Xem châu Âu mẹ cúp châu Âu mẹ cúp C1 mà nhưng mà em không xem nữa. Tại vì về sau cái thời của Ronaldo cái không uh, không đá ở Real nữa sao về sau em không xem nữa rồi. thì mùa trước hiếu ít mấy lần vốn ta mùa đầu tiên là mùa 2016 của em thì em vào 50.000 đô và tài khoản của em mùa 2017 nó nhiều hơn một triệu đô em không muốn nói con số cụ thể nữa nhưng mà anh em mà ngày xưa xem em mình sẽ biết Nói chung là hồi 2017 cũng giàu Giàu thật đi mọi người Tại vì 2017 Việt Nam kinh tế nó không như bây giờ đâu Hồi 2017 Việt Nam kiểu nghèo lắm ấy mọi người Đi ra đường thì làm gì có kinh tế nó không như bây giờ đâu, 2007 kinh tế kém lắm, đất đai mọi thứ rẻ, ô tô sang ít. Bây giờ thì nó hoàn thiện hơn, bây giờ mọi người đi ra ngoài đường ô tô đầy, nhưng ngày xưa nó khác. Ngày xưa em có chụp lên trên tele lê, em vẫn còn đăng cái ảnh ngày xưa tài khoản em lên tay lê, hồi xưa đánh bên sàn bolo, mẹ biết check cơ, không phải đánh ở bên sàn, không phải đánh ở bên sàn ấy, sàn biden, biden 2018 mới đánh cuối năm 2017 đầu 2018 sàn lần mới có, em không nhớ chính xác. canh với anh em tí xem ăn coi nó có sập không đây mà ngồi canh với mọi người một tí nhá xem thế nào anh em ạ Bây giờ cũng sớm mình vẫn 11 một giờ thôi mình ngồi canh mình em một tí ăn coi nhìn trụ giá ghê đây giảm cái này đang hồi lại đây cũng thế nào anh em ạ xem có hồi phá đỉnh được không đây ăn coi bên nói phá cái đỉnh này bây giờ đẹp bitcoin tôi bây giờ không cần bitcoin phá nữa bây giờ ăn coi phá được rồi bây, bây, giờ ăn coi phá được anh em ạ Đó là lý do chị tin tưởng em nhiều hơn Ủa, chị Mai Trần tin tưởng em vì gì lý do gì đấy em quên mất lúc em nói không nhớ Mấy bạn trẻ làm sao biết sàn BCE, Bolo biết chắc nhận Đúng rồi anh em chỉ có biết bài lần thôi Biết biết ô cách mình cả biết bài biết thôi đúng không anh em Ngày xưa là có sàn uh, BTCE BTC đầu BTC ngày xưa chỉ có dân đào coi chơi thôi Hoặc là dân đời đầu mới chơi BTC Em em là dân đào coi này Em ngày xưa em dân đào coi này em đào em đào nhiều chứ không phải là em đào như mọi người đâu không phải đào như anh em khác là mua mấy máy mười máy về đào đâu ngày xưa mình đào nhiều lắm riêng đục ngày xưa mình đục mua ngày xưa mình đánh uh, ngày xưa mình đào con đào nhiều lắm mình đào cả e cả lăn lai like coi đào rất nhiều riêng cái lô máy đào máy l ba cộng ngày xưa mình mua của bên uh, bên uh, gì quên mất tên rồi riêng cái lô máy sau mình mua đã là một trăm máy rồi gần bảy mươi triệu một máy còn còn cái đổi đổi đào ETA mình còn gặp máy A4 nữa A A4 cũng máy đào đai coi A4 mình đã có mấy chục máy trước sẵn rồi còn ban đầu là mình đào E trong ngày xưa mình đào nhiều lắm may là không mua cái máy đào con con đát con D3 một con D3 đào lỗ À em nó thay đổi cách chơi đúng không? Vâng. L3 cộng là của Itman bán thì phải đúng rồi. L3 cộng của Itman đó. Ơ nhưng mà máy toàn của Bitman bán mà. Máy Bitcoin này S9 S11 các cái đơn toàn của Bitman. N3 cộng hay là máy D3 cũng của Bitman. Còn chỉ có máy đảo Ethereum thôi là máy đào bằng cạc màn hình thôi. Ngày xưa mình đảo cũng nhiều, nói chung là ngày xưa đảo cũng nhiều. Đảo có xưởng đảo. ngày xưa mình trẻ lắm nói chung là ngày xưa mình trẻ mình làm được nhiều cái bây giờ mình có tuổi à, mình mình nhiều tuổi hơn ngày xưa nhưng mà bây giờ mình không tập trung vào chơi thôi chứ không như ngày xưa ngày xưa mình cũng đi ra ngoài nhiều làm mấy cái nhiều hiểu ơi làm sao luyện các kiểu mà future vẫn cháy vậy nhọc quá đó kỹ thuật mọi người không tốt tâm thì không tốt không quản lý vốn cả ba cái đấy nếu mà thiếu một trong ba thì mọi người sẽ thua thôi kỹ thuật tốt này kỹ thuật phải cứng này tâm lý phải tốt quản lý vốn được phải đủ đáp ứng đủ ba cái đấy còn nếu như thiếu một trong ba mọi sẽ không thể đánh được tiêu chờ. và càng đánh càng cháy sau này đào bằng cạc rồi nỗ lắm em anh vào châu đào lúc thị trường đang xanh một con châu đào gần 200 triệu à anh đào 200 triệu là anh phải đào bằng cạc 108 công tám ti mới lên đến 200 triệu đúng không một không dám không tin em không nhớ nhưng mà ngày xưa em đào em không đào bằng mấy cái cạc đấy mấy cạc đấy về sau mới đào còn ngày xưa em đào em đào rx 470 sau về sau cái dòng cao cấp nhất nó là rx 580 đấy là cái dòng cuối cùng em đào còn ban đầu em đào tầm bằng 470 hết miệng 480 sau về sau nó ra cái dòng mới là 570 với cả 580 thì đào bằng cái dòng cuối cùng là rx 580 ngày xưa nhà mình đầy cả màn hình nguồn màn hình nhà mình trên tầng đầy luôn ấy. mình mang về mình vứt ở nhà ấy nhiều lắm nói chung là ngày xưa mình làm xong mình về sau nguồn này, các cái men hỏng nhà mình đầy luôn có cả một kho để vứt mấy cái men hỏng mấy cái nguồn của mình ở đấy nó có cái còn không hỏng luôn nhưng chắc bây giờ hỏng rồi tại vì uh, thời tiết này chắc là kiểu chả hỏng nó bị ẩm là kiểu chả hỏng máy mấy cái máy n ba cộng của mình còn để nhà đầy luôn ấy mấy có máy hỏng không sửa được cái sao ấy sao mình bỏ luôn 2060 à Ủa anh đào 2060 là anh phải đào uh, gần đây chứ Anh phải đào 2020 chứ Thì anh mới có cả 2060 chứ Ngày xưa chỉ có đào 1080 ti là xịn nhất rồi Thời 2017 Thì đào 1080 ti là cái dòng cạc xịn nhất Xong về sau nó mới ra các dòng cạc là 2060, 3060 Thì lúc đấy em nghỉ rồi 2018 là em không nghỉ em không đào nữa rồi Anh ơi giờ có lên mũ đây đây chờ mua vào hay không anh nhá Nếu mà em có tiền thì em mua cũng được. Mua để đấy xong. Nhưng mà đừng, đừng, đừng. Cứ từ từ. Chờ, chờ đã. Chứ không, không đừng có vội vào. Ngày xưa chị mua bên Zemi NTC 7.3 đúng 3 tháng sau là 7x20 à? Ủa chị mua xong 3 tháng sau 7x20. Kinh thật nhỉ 3 tháng mà nhân được 20 thần này. vô cái chạy trâu là không nghe được gì luôn đúng em nhỉ đúng rồi ạ tại vì chạy trâu thì nó phải dùng cái cái quạt cái quạt công suất lớn ấy quạt công nghiệp đi mà một cái xưởng thì ít nhất nó phải có phải tầm uh, ít nhất cũng phải có từ từ 4 cho đến 6 cái quạt công nghiệp cái quạt công nghiệp là quạt này này ồn lắm nói chung là ồn lắm còn chạy điều hòa thì không chạy được phải bắt buộc phải chạy quạt chạy điều hòa thì chắc là phải ông nào phải tiện nhiều thế nào chứ em không 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 chạy điều hòa quạt công nghiệp vuông này này một mét hai mua cái dòng cả một mét tư đây này lại một mét tư này em không nhớ em em chả em chả nhớ gì nữa Thế này cái dòng quạt vuông nó chạy ồn lắm mấy mọi người quạt to này chạy ồn lắm nó nó nó, nó to lắm mấy mọi người anh mọi người mấy dùng cái quạt này tôi kỳ to nó chiều rộng của nó một mét tư đấy độ dày của nó là khoảng 30 mươi phân thế ngày xưa em toàn dùng quạt này mà và về sau thanh lý hết Treo này, đây, nói chung là khá là ồn Vào khá là ồn Nhưng không đến mức ồn quá Vẫn là cái mức bình thường Tầm này đô đang cao để mai Em xem đô thì giá bao nhiêu nhá Ngày xưa mình bươn trải lắm Bây giờ thì ổn định về coi thôi Để phải chơi thôi Còn ngày xưa mình cũng uh, làm nhiều Ừ 264 này Các thị trường đang tụt nên nó lên cao nhỉ Em cân đối xem Tỷ giá này thì nói chung là cũng cao hơn so với tỷ giá bình thường đấy Nó cao hơn đấy thì mọi tính toán xem nhé Em mới biết anh, em mới chơi đu đỉnh hết rồi Anh không biết khi nào về bờ được đây anh ạ Hâu thôi, nếu mà em đã nỡ mua giá cao rồi thì mày hâu thôi Chứ còn bây giờ thì bán làm sao được nữa Có tiền tích lũy sắp tới, nếu mà nó có điểm đẹp thì mua thêm đi Hiếu cho chị hỏi bây giờ họ đang kêu gọi đào Bitcoin công ty Bitaverse đào chung như vậy thì có lợi không em ủa không đào cái gì chắc là lại mấy cái dự án là kiểu như là mining city à mọi người cái dự án đào đào coi ngày xưa là mining city hay dự án gì chắc là mấy cái dự án nó gọi thôi em nghĩ tùy mọi người đánh thôi em chả biết nó có đấy không nhưng mà chắc là mua gói đào à chị mua gói đào à gói đào thì nó rất dễ dễ dính vào mấy cái kiểu nó hơi ấy một tí giống kiểu Manning City ngày xưa ấy Không, em cũng không có ý kiến đâu Nhưng mà chắc là em nghĩ là đào thì đào thì không ăn thua đâu Không cẩn thận lại mất đấy Các cái gói đào đúng không? Chị lại mua kiểu gói đào đúng không? Mua gói đào thì nó rất dễ là các cái dạng mà kiểu các cái công ty mà nó ấy Thì em không biết Mà bây giờ chen đào coi rồi hết rồi bên đào gì nữa mọi người Bây giờ cả các, các dự án mới bây giờ ra nó còn ngay cả Ethereum nó còn trả đào nữa mọi người đào gì bây giờ chen đào coi hết rồi nhá. Bây giờ không còn chen, chen, đào coi, chen đào coi Ethereum còn chuyển sang công nghệ mới rồi bây giờ còn đào gì nữa mọi người Tầm này em nghĩ là đào không, không ok lắm ETH nó còn chuyển rồi bây giờ mọi người đào bây giờ các dự án coi đào với toàn coi cũ toàn kiểu etc này toàn kiểu ethw này một mấy cái dự án cũ ngày xưa thôi chứ còn bây giờ coi mới nó có đào đâu mọi người bây giờ coi mới nó không đào đâu Bitcoin đang 59 đây anh em Đang 597 Ừ, phá tiếp này

không bình thường mà mọi người nó phá đáy cái này bình thường mà nó phá sợ đáy này bình thường không có gì máy chủ bên Malaysia họ cho qua đó xem máy chủ nhưng chị chưa vào tham khảo ý kiến của em ạ à? không thôi đào cái đấy em khuyên chị là thôi chị dính vào mấy đấy dễ chết lắm em không biết đâu nói chung là em không không tìm hiểu nữa nhưng mà em nghĩ là dễ chết thôi còn chết hay không em không biết không do này em không tìm hiểu kỹ sau này bảo em thế này thế kia thì chết nhưng mà thường em theo em là không Hạn chế thôi Còn em không đi sâu nên em không biết Nhưng em khuyên là tốt nhất là thôi Đợt rồi người chơi dính hai đêm ba nick xeo nên sợ quá chuyển qua BTC nay dính BTC xả tiếp ạ ừ. có cảm giác Bitcoin giảm theo tin xung đột Israel và Iran chiều này market không ôm hàng đào làm gì cho mệt đúng rồi mọi người có nó cũng cơ sở đấy dự án Bitcoin Value là chỉ bị mất 105 đô ạ vâng chắc em nghĩ là giống cái con Bitcoin Value ngày xưa rồi ấy. Thì bây giờ làm gì còn chen đào nữa Đào thích thì đào muộn máy về Ngày xưa anh em biết em đào coi nào không Ủa, Đi vào trong uh, Em đào hai chỗ Em đào em đào hai chỗ Em đào cả nhà của em Cả xưởng của em Em để ở nhà khác cũng mấy lúc máy Ủa, Mọi người, ấy, người ấy đi vào trong phòng Mùa đông mới bật cửa bật Mọi người biết không ạ Nhà em nó ấm Tại vì uh, lò nóng quá ấy. Đi vào trong phòng nhá Ủa, Cảm thấy như là mùa hè luôn ấy. như là mùa hè luôn Thế còn chị đào chị để đi đóng mì gói vào đào thì em thấy là hơi căng Em chỉ nói là hơi căng thôi còn em không biết Em không biết là dự án này thế nào Em không tìm hiểu nên em không cho ý kiến chị được Nhưng mà thường là theo em là không Em là không À chị Thu Hà đã mất 105 ngàn đô á Em tưởng chị mà trăm mất 105 đô mà nó chỉ mất 105 ngàn đồng bi nét gút được hay không em ạ? Sao sao hỏi em bi nét gút được hay không đấy anh em. Em không ý kiến về con bi đâu, con bi cộng đồng đông lắm, em không có ý kiến về con đấy. Cái này thì chắc là phải thời gian là mình chứng minh được thôi chứ em không có ý kiến thật. Bi network em nói nó nhiều rồi, em cũng chả có chửi nó mà em cũng chả có nói tốt cho nó mà em chỉ nói là em không đánh thôi. Nhưng ngày xưa em phân tích bi kinh lắm, phân tích mà đến mức mà đến lúc mà sau về sau anh em đang chửi bi anh em muốn dán luôn ấy. <laughs> cái anh em biết em phân tích ấy nếu mà anh em làm bởi thì em phân tích em phân tích cực kỳ gọi gọi là cực kỳ khách quan luôn nhá cái lúc mà cái con uh, b network ấy, anh em chửi nó rất là nhiều em bạn à mọi người chửi thấy không được mọi người không biết nào khi cộng đồng mà nó chấp thuận ấy, thì con này nó sẽ có giá trị bản chất của bitcoin hay bản chất của những đồng an coin ngày hôm nay nó ra dịch gì là tại vì được cộng đồng nó chấp thuận nên các bạn mình nói anh em là nếu mà cộng đồng của b mà nó chấp thuận là người chơi chấp thuận ấy, thì b nó sẽ có giá trị sau bắt đầu đúng một tháng sau bắt đầu pi nó có thông tin là nít lên các sàn hobby gọi là có thông tin thôi sao bắt đầu nó nít lên cái tóc cần trước ấy mọi người dạng là một cái tốc cần chứ không phải là tốc gì chính thức sau anh em rén luôn anh em không dám chửi con pi là gần còn mình không mình còn phân tích cái điều đấy khi mà con pi còn chưa có thông tin nít lên cơ em còn nhớ cái thời điểm em phân tích không em còn nhớ cái thời điểm mà con pi còn chưa có cái thông tin được nít lên các cái sản hobby em đã phân tích là con pi này nếu như được cộng đồng chấp thuận ấy thì nó sẽ có giá trị nên em đừng có chửi nó Sao về sau các ông dán các ông không dám chửi nữa khi mà có thông tin là nó có nít lên giá sàn còn em còn nói trước khi cái điều đó xảy ra cơ anh em ngày xưa mày thấy em phân tích bi em phân tích kinh lắm em phân tích khách quan cực kỳ luôn ấy chứ không phải là em là cái người mà phân tích azu anh, anh anh em nào mà, mà, theo dõi em thì anh anh em vẫn thấy là em em không không hề phân tích azu mà em phân tích rất là thực tế luôn ấy có để mà phân tích được như em anh em biết phải như nào không anh em còn nhớ cái thời em phân tích công ty không hỏi trước đã không có anh em nào nhớ hồi em có phân tích con pi à Em nói là phải cộng đồng chấp thuận đi thì nó sẽ có giá trị ý. Mọi người có nhớ không Trước khi mà nó có thông tin là nít lên mấy cái sàn hobi ý. Sau về sau hobi nó mới có thông tin nó nít cái token lên Đấy, thì hồi đấy em bảo như vậy thì nói chung là không em không có nhận định hồi đấy em đã bảo vệ rồi mà. Hồi đấy em là cái người mà em đứng ra em nói về bảo vệ bi. Khi mà cộng đồng chửi, Tại vì mọi người không hiểu Mọi người không hiểu là bản chất là nếu mà cộng đồng chấp thuận ấy, Thì cái đồng coi này sẽ có giá trị Và bi nó hoàn toàn được cộng đồng chấp thuận Nếu như mà mà sau này họ marketing Họ làm tốt Thế nên là nhiều người, anh em hồi đấy mọi người cứ nói bi nhiều Nhưng mà em đã luôn luôn em đứng một cái góc nhìn rất là khách quan Thì nếu mà để một cái người có góc nhìn khách quan như em Thì thực sự nó, nó phải kiểu như là một cái, Phải có trải nghiệm cực kỳ luôn đấy mọi người một cái người mà biết gọi là biết biết đúng biết sai một cái người mà thực sự là hiểu về cái bản chất của nó thì mới phân tích được như vậy mọi người nhìn em phân tích như vậy mọi người nghĩ đơn giản nó không hề đơn giản nếu mà đơn giản thì ai cũng phân tích ai cũng nhìn ra cái điều đấy nhưng mà để mà nhìn được ra cái điều mà hồi đấy em nói ra như thế nhé nó không hề dễ dàng như mọi người nghĩ bình thường người chơi người ta sẽ a du người ta người ta sẽ chửi ngay nhưng em không hề chửi Đây anh xem tham nhớ này Có mỗi mình em hồi đấy này em không phút con pin luôn Hồi đấy anh chửi bi Mọi người nhìn em phân tích sau đấy lúc nó xong rồi thì mọi người thấy nó bình thường Nhưng mà thực sự là khi mà nó đang phút rất là nhiều Người người chơi chửi nó rất là nhiều ấy Mà dán đứng lên để nói cho như em này không dễ Cái khó là như vậy Thì nhiều khi mà em em mà nói xong Anh em lại cứ nghĩ là đơn giản không phải Ở điểm đấy ai chả azu ai chả chửi nó Mọi người Nhưng mà để một phân tích như em nó phải thực sự phải có hiểu về về Thực sự gần như nào cái, cái người mà phải là một cái người mà thực sự là kiểu như nào họ họ như nào họ hiểu ấy họ hiểu mọi thứ thì họ mới nói được ra cái điều như vậy còn người chơi bình thường họ không làm như vậy đâu họ à adu ngay hiểu về bản chất hiểu về 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 bản chất hiểu về sâu xa này rồi cũng phải là một cái người mà biết cư xử thì mới nhìn được ra điều đấy em vẫn nhớ hôm đó mưa to anh nói xong em tải về đào luôn kaka ca ca. À nuôi ghi đầu để tải về đào luôn à? Tải về đào quân pi luôn đúng không Anh Đặng Nguyên Khôi À anh Đặng Nguyên Khôi có nhớ này Hiếu luôn công tâm khi nhìn nhận mọi vấn đề Hiếm có người có được tình yêu Đúng rồi em nhìn nhận em khách quan lắm ý mọi người Em không phải là người mà phân tích theo kiểu là Theo kiểu là, 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 là đi a rua hay các kiểu đâu Em phân tích rất là rõ ràng Đây này có bạn nuôi ghi này Có bạn anh Đặng Nguyên Khôi nhớ này anh Sam Tham nhớ này nhớ mà hồi đấy chỉ có em phân tích như thế thôi nên về sau em đâu có nói về pi nữa đâu em bảo là cái này thì thời gian cứ để thời gian thôi chứ còn em thì em không đầu tư nó tất cả em cũng không đầu tư nhưng mà mọi gần nhìn thì mỗi bài thực tế cho em bản chất của bitcoin ngày hôm nay nó có giá trị cũng là do cộng đồng chấp thuận rồi do người chơi có niềm tin về nó thôi còn tất nhiên là để mà pi nó làm nên được mối gì đấy mà nó lớn nào thì em nghĩ rằng nó cũng, nó cũng nó cũng khá là khó nói chung là cũng khá là khó thực tế nó là như vậy để được như Bitcoin ngày hôm nay thì nó đâu có dễ đâu mọi người Em phân tích xong thì em mới phải nói là thực sự nó khó Bitcoin này nãy không? Bitcoin là vẫn thậy thôi mọi người Đúng rồi mọi người phải cay xem mới mới dùng được bi ạ, rút được bi ạ Ờ ừ, đúng rồi, hồi đấy em có tải con bi về mà em cũng có tải thật anh xem mà hồi đấy em có tải, em tải, em đào được bao nhiêu bi. Ấy? Hồi đấy mình cũng có tải về, hình như được tầm 8 bi sao ấy. Tài khoản của mình vẫn còn, nhưng mình hình như mình mình không 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 còn áp nữa thôi. Hồi đấy em kể mọi người em tải cái app về mà. Nên nhiều khi mọi người nhìn là một cái người mà phân tích được khách quan như em nó không phải là cứ 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 phân tích cứ nói là được không phải là ai 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 không phải là tự nhiên mà nói đâu như em đâu mọi người mọi người có nghĩa là nó chạy xong rồi mọi người thấy ờ ừ, ngày xưa ông hiếu nói như vậy là bình thường nhưng mà lúc đấy mà nói được ra cái điều như vậy thì có nghĩa là phải thực sự em của em không thể giải thích mọi người được nhưng mà gần như là không thể nói được cái điều như vậy ra với ra như thời điểm như của em nói em là khách quan lắm có là trong mọi vấn đề em đều rất là khách quan em nhìn thực tế có là em là cái người mà em dùng vị trí để em em nhìn nhận vấn đề đấy nếu mà mọi người nhìn em sẽ là cái người em dùng vị trí lý trí nhưng mà bằng cái sự kiến thức và kiến có kiến thức và hiểu biết chứ không phải là lý trí theo kiểu là một cách là bảo thủ hiếu ơi nào mới giúp chị tìm lại tài khoản chị đã bị mất mọi chi tiết sau khi bị nga và đi nam viên nữa? em không biết ạ tài khoản chị mất sau khi bị ngã và đi nằm viện. À, chị bị ngã và đi nằm viện rồi đó, chị quên tài khoản của chị đúng không? Chị quên cả email luôn, cả quên cả mật khẩu à? Hay là như nào ạ? À? Chị quên email, mật khẩu hay là chị quên cái gì ạ? À? Tài khoản chị có bao tiền ạ? À? Một không trong Việt Nam ạ. À? bom me hồi nên không hiểm không năm nhanh thật á vì <laughs> mình có bảy ngàn hai bán được một năm triệu ạ à? vâng con bom me hồi mạnh á sao em thấy anh em comment mình con bom me hồi mạnh này Ơ oh, bom me hồi này anh em con bom me hồi này Ừ, có đây là hồi kinh nhỉ anh em nhỉ đúng ra là con đã phải hồi như con bom me này mấy cái ông này làm giá kiểu gì còn làm giá không chuẩn làm giá đúng ra là phải đánh coi hồi nó phải hồi như con bom me này me hồi chuẩn có mỗi con bom bom me chạy được các à, con khác chắc là cũng không có con nào à hồi hồi chuẩn ăn con nó phải hồi như con bom me anh em ạ nó hồi như con đấy mới là hồi chuẩn Không, ăn coi được là em chỉ đánh sóng hồ luôn Nên mọi người họ ăn coi mình không tư vấn được nhé Mai được nghĩ rổ tổ, ừ. mọi người xem mát ghê À, mai ngày mai nghỉ đúng không? Mình không biết, mình có ăn mà mình cũng không không để ý mai dỗ tổ vương đúng không? Bitcoin phần lớn các sàn binance, coinbase, binance, ok nắm phần trăm số lượng lớn nên mới tạo ra dòng tiền tham trăm để cho mọi người chơi, phù trợ với kêu nóng sọt phải không hiểu Theo mình biết như vậy đúng không? Thực ra cái này kiểu nó cũng khá là khó để có thể giải thích được với mọi người. Nó sẽ nó sẽ nó sẽ nhiều hơn những cái vấn đề anh nói. Cái đấy nó chỉ là một phần thôi. Cái điều anh nói đấy nó chỉ là một phần thôi. Còn, nó có nhiều cái lắm chứ không nó không đơn giản như vậy ý, mọi người. Bitcoin bây giờ nó là cả thế giới rồi chứ mà như ngày xưa nữa. Các sàn giao dịch nó cũng chỉ là một phần thôi. Marketmaker đang giữ giá Ancoin phải không hiểu vì mình không thấy tuột mấy á. Rồi em cũng thấy Ancoin không tuột mấy đây. kể ra là bây giờ ăn coi nó chuẩn nó phải chạy như con bom me này anh em này đúng ra là ăn coi phải chạy như con bom me này chốt lời là chuẩn đấy nhưng mà bây giờ có mỗi ông bom me này em chạy được đúng ra là ăn coi phải chạy như này này thì em mới chuẩn bài hát à, nếu mà chuẩn ra là ăn coi phải chạy như con bom me này, này em chốt nhưng mà khổ là có mỗi con bom me chạy được mấy con khác nó vẫn cứ chập chờn quá nó chưa lên được còn nếu mà chạy chuẩn là thực ra là em kỳ vọng là cái sóng như con bom me Tắt, à, em kỳ vọng là nó vượt như thế nhưng mà nó không vượt được thôi, nó chưa vượt được thôi. Ô, con nào đây? Ô con cava này, Cava đang chuẩn bị chạy nữa này, không biết chạy được không đây. Thế thực ra là sóng này em kỳ vọng là như vậy. Em vào hàng thì em kỳ vọng là sóng nó chạy như vậy. Là như con bom me này, nhưng mà chắc là các con khác thì chắc chưa chạy được. Hay kỳ vọng là ăn coi chạy được này đây nhưng mà thấy trông vẫn chập chờn lắm. Nay Bitcoin không hồi thì có nên bán bớt ăn coi không hiểu, em đang chờ sáng mai ạ. Con xui cũng hồi ạ. Ơ ừ. con xui cũng hồi này Đấy Đấy nó phải hồi Phải hồi chuẩn này này anh em Phải hồi chuẩn như xui bom me này Anh em Xem mai có hồi được không đây Xem rạng sáng mai có hồi được không đây anh em Hy vọng nó hồi được Để có thể bán ra Con xôi cũng hồi mạnh nhỉ Em đang mua paracel Pre-Sale, pre -sale, Đồng Neon, Network hệ BSC Anh có thể check cho em được hay không? không? Anh không mua mấy cái pre -sale hay Pre-Sale hay gì đấy Anh không mua nên anh không, không có ý kiến với con này Zanmi vào được hay không? Không, đợt này nói chung là mình... Anh em đánh em một người tính thôi, đợt này mình cũng không ấy Mình có bom me nên thấy vui vẻ ạ coi xuống giá mà ăn coi không chia mấy anh à khả năng ăn coi đấy rồi anh nhỉ Nó ở vùng đáy cho chu kỳ dài hạn Nên các bạn đánh dài hạn các bạn người chia ra các bạn mua dần ok mà Tuyên anh em rồi các bạn ôn in giá này ăn coi ôn in được Nó là giá rất rẻ rồi nếu như ngày xưa mà giá cao quá thì còn phải rén Còn giá này thì giá rẻ rồi Nói là dài hạn thì nó là giá rẻ rồi đã bảo anh em rồi có thể không phải giá rẻ nhất thôi mà không phải giá rẻ nhất nhưng mà nó là giá rẻ rồi ý, mọi người ok chắc tối kết thúc like đi anh em nhé mọi người chưa tham gia vào td và group facebook thì mọi người có thể xuống phần mô tả nhé ngoài ra thì anh em nào đăng ký học thì mọi người đăng ký nhé mấy bữa thì mình sẽ bắt đầu đấy mọi người mai mình sẽ thông báo về cái lịch học cho mọi người nhé ninh đăng ký vào nhóm td gram group facebook và link tham gia vào nhóm tín hiệu miễn phí thì mình cũng để phần mô tả video này Anh có đăng ký vào một số anh em buồn bé hoặc là buồn to cũng có thể đăng ký vào nhé hoàn toàn miễn phí thôi mọi nhé mua giờ tết bản x2 không hiểu à? tết nó hơi sớm nhé anh có thể nhưng mà tết x2 thì hơi căng nhỉ ok ba mọi người nhé